Chào đón quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình truyền hình trực tuyến của báo điện tử Sức khỏe và Đời sống. Và chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của chương trình, fanpage của chương trình cũng như báo điện tử Sức khỏe Đời sống.vn. Và thưa quý vị các bạn thân mến, với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh mùa hè. Chương trình cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Harpacol giúp giảm đau và hạ sốt nhanh. Có một điều ngay lúc này đây, Việt Tú muốn chia sẻ với tất cả quý vị rằng trong những ngày vừa qua thì tất cả chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái nắng nóng của mùa hè, đôi khi có những cơn mưa thất thường nữa. Sự thay đổi thất thường đó của thời tiết cũng sẽ khiến cho sức khỏe của con người bị ảnh hưởng. Và chính đó là điều kiện thuận lợi để cho bệnh sốt xuất huyết phát triển. Và Bộ Y tế nhấn mạnh rằng là phòng bệnh là quan trọng, chứ không phải là đợi đến khi có bệnh rồi thì chúng ta mới vội vàng để đi chữa trị. Và đồng thời cũng có đã nhiều khuyến cáo cho người dân là tự phòng bệnh bằng cách là gì ạ? Diệt bọ gậy, không để muỗi truyền bệnh có cơ hội phát triển. Và khuyến cáo người dân là ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên. Tuy nhiên là thực tế có một bộ phận người dân chưa hợp tác với chính quyền hay là với các bộ ngành địa phương cũng như ngành y tế trong công tác phòng chống dịch và chưa có ý thức là chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, loại trừ các ổ loang quang hay bọ gậy. Chính điều đó đã khiến cho bệnh sốt xuất huyết có cơ hội phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời tất cả quý vị chúng ta cùng đề cập đến vấn đề này về cách phòng bệnh sốt xuất huyết cũng như về bệnh tay chân miệng và các bệnh mùa hè khác. Và ở mỗi chương trình thì chúng tôi sẽ luôn đưa ra những câu hỏi tương tác để giúp cho tất cả quý vị có cơ hội tham gia với chương trình và nhận được phần quà giải thưởng từ chương trình. Hãy tương tác cùng chương trình qua báo điện tử Sức khỏe Đời sống.vn và fanpage Sức khỏe và Đời sống hoặc gọi điện qua số 0246 661 8272 để được giải đáp thắc mắc. Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tương tác với chương trình bằng cách like fanpage Sức khỏe và Đời sống, share link sự kiện, trả lời câu hỏi chính xác và nhanh nhất. Sẽ có cơ hội nhận được một bộ quà tặng từ thương hiệu Harpacol giảm đau hạ sốt, một áo khóa Harpacol, một kẹo cốt, một kẹo gừng. Vâng thưa quý vị, và như thường lệ ở mỗi một chương trình thì chúng tôi đều mời đến trường quay những vị khách mời. Họ sẽ là những người trực tiếp để đưa ra những lời tư vấn cũng như giải đáp thắc mắc của tất cả quý vị. Và hôm nay họ là ai thì ngay lúc này đây Việt Tú xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi thông tin. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, trưởng bộ môn nhi trường Đại học Y Hà Nội, chủ trì đề tài cấp nhà nước, vai trò cytokine trong hen phế quản ở trẻ em cùng các nghiên cứu chính, nghiên cứu đặc điểm trên trẻ hen phế quản, nghiên cứu vai trò virus trong phổi phát cơn hen cấp ở trẻ em, nghiên cứu ảnh hưởng của khói thuốc lá lên trẻ em phế quản, kiểm soát và sự phòng hen phế quản ở trẻ em. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội, hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Karolinska Thụy Điển, từng là giảng viên bộ môn truyền nhiễm trường Đại học Y Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS, viêm gan virus, SARS, cúm, thương hàn, sốt xuất huyết đen ghi, sốt rét, nhiễm trùng huyết, viêm màng não, chăm sóc giảm nhẹ, là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tham gia vào nhóm kỹ thuật cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc và điều trị HIV cho Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, là ủy viên ban thường trực Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin về hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và Việt Tú xin được thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn sự hiện diện của hai vị khách mời. Cảm ơn đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệu Thúy. Cảm ơn đến sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Duy Cường đã nhận lời tham gia chương trình. Và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để cùng trò chuyện, cùng bàn luận về chủ đề chương trình. Đặc biệt hơn nữa là sẽ có những cái lời giải đáp thắc mắc trực tiếp với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên thì cho phép Tú xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường. Trong cái thời điểm mùa hè như thế này thì người dân thường hay mắc những cái bệnh truyền nhiễm nào ạ? Vâng, thời điểm mùa hè là thời điểm mà khí hậu rất là nóng bức, kèm theo khí hậu oi, ẩm và nắng nóng, mưa nhiều. Thì đi kèm với thời tiết nắng nóng như vậy thì là các cái bệnh dịch cũng có cái cơ hội phát triển. Mùa hè thì thường chúng tôi
thì có thể ghi nhận là có những cái bệnh thường xuyên xảy ra như là các bệnh tiêu chảy để do những ngộ độc thức ăn, thế bệnh do ví dụ như là các cái bệnh dịch do vi khuẩn tả lỵ thương hàn, đấy là những cái bệnh mà thường có thể xảy ra. Và ngoài ra thì một số những cái trong những năm gần đây là cái bệnh dịch xảy ra như là sốt xuất huyết và tay chân miệng, một số những cái bệnh do virus truyền như là viêm não, bệnh do viêm màng não, và ngoài ra thì các cái căn nguyên khác cũng có thể gặp. Một số những cái bệnh mà thường mùa đông không gặp nhưng mà năm nay thì cũng có nguy cơ, cũng có những cái do thời tiết nó không thuận lợi ấy, thì có thể gặp như là bệnh sởi, bệnh cúm. Và mặc dù thời tiết nóng như này thì chúng tôi hiện nay vẫn có gặp khá nhiều, thì đấy là những cái mà ngoài những cái bệnh thường xuyên xảy ra, nhưng những gần đây do những thời tiết thay đổi thì có thể gặp một số những cái bệnh mà thông thường là mùa hè ít gặp, thì như tôi vừa kể. Vâng, chúng ta cũng có thể nhận thấy được rằng là trong cái khoảng thời gian là vừa qua thì nắng mưa cũng thất thường, mà đôi khi mấy ngày nắng nóng liên tiếp thì chúng ta lại gặp ngay một ngày, hai ngày, ba ngày mưa rồi lạnh cứ như mùa đông, đúng không ạ? Nhất là với lại những người dân ở khu vực phía Bắc thì cảm nhận rõ rệt về cái sự thay đổi ảnh hưởng của thời tiết này. Và đó có lẽ rằng chúng ta cũng hiểu rằng là đó cũng chính là một số những cái nguyên nhân khiến cho những cái bệnh truyền nhiễm mà sẽ phát triển trong cái mùa hè này khiến cho người dân mắc phải, đúng không ạ? Đó là những cái yếu tố chung cho những bệnh truyền nhiễm trong mùa hè. Nhưng mà với đối tượng là trẻ em thì sao ạ, thưa Phó Giáo sư Diệu Thúy ạ? Trẻ em trong cái thời điểm mùa hè như thế này, thời tiết thay đổi, người lớn còn có sức đề kháng tốt hơn trẻ em vậy chẳng hạn đấy, thì vậy người trẻ em thì hay mắc những bệnh gì nhất ạ? Vâng, nhất là tôi rất đồng ý ý kiến của Phó Giáo sư Cương, tức là ở thời điểm mùa hè ấy, là cái thời điểm rất nhiều các bệnh dịch, và trẻ em thì nó lại còn đặc biệt hơn, trẻ em và người cao tuổi là cái đối tượng nó còn đặc biệt hơn, nghĩa là nó còn hay bị hơn và lại bị lại còn nặng hơn. Thế thì tôi cũng rất chí với Phó Giáo sư Cường là chúng ta các bệnh thông thường về truyền nhiễm ở trẻ em rất là hay gặp. Chúng ta biết là nếu nó nắng đều thì không có vấn đề gì, nhưng nó thể nóng sang lạnh rất là đột ngột, hoặc là những đứa trẻ đang chẳng hạn chúng ta đang ngồi trong điều hòa đột ngột ra ngoài rồi nhảy đi về, nhảy vào bể bơi, uống một cốc nước đá, rất dễ xảy ra các bệnh lý. Ở trẻ em thì các bệnh lý về nhiễm trùng đầu tiên chúng ta phải nói các bệnh lý về hô hấp. Đứa trẻ rất hay là hắt hơi, sổ mũi, cảm cúm. Thế nên Phó Giáo sư Cường cũng nói là thời điểm bây giờ ấy, rất là lạ, rất là nhiều cúm, đặc biệt là dịch cúm B bây giờ các bệnh viện lớn rất là nhiều, các bệnh lý hô hấp. Rồi ở trẻ em ấy, nếu chúng ta người lớn ấy, thì là chỉ có đường hô hấp trên thôi, cúm thôi. Nhưng trẻ em từ cúm lại chuyển sang đường hô hấp dưới, tức là viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là tiêu chảy chúng ta gặp quanh năm. Nhưng ở mùa hè, rõ ràng thời tiết nóng ấy, thức ăn nó rất dễ lên men, rất dễ bị ôi thiêu. Cho nên là cái tình trạng nhiễm khuẩn mà ra bệnh tiêu chảy cũng khá nhiều. Rồi các bệnh lý về truyền nhiễm như Phó Giáo sư Cường nói là sốt xuất huyết, trẻ em thì có tay chân miệng, thậm chí là hiện giờ có dịch sởi nên là khá rất là đông, và một số bệnh như là thủy đậu. Và đặc biệt ấy, nếu bây giờ thì mấy năm nay thì do tiêm chủng nó cũng đỡ đi rồi, nhưng mà vài năm trước thì chúng ta còn có dịch viêm não do viêm não Nhật Bản. Cái thời điểm ta hay nói là thời điểm có mùa vải, là rất nhiều bệnh nhân bị những cái dịch ở viêm não Nhật Bản. Mùa hè là cái thời mà cũng bùng phát khá nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ em. Dạ, vâng. Với những thông tin mà Phó Giáo sư Diệu Thúy vừa chia sẻ thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những ông bố bà mẹ đang có con nhỏ. Chúng ta không nên chủ quan quá với lại trẻ em, nhất là trong mùa hè này, khi mà thường cứ bảo rằng là cho trẻ em đi chơi ngoài nắng hay là đi vận động nhiều, nhưng mà thực ra là chúng ta dù có vận động thì cũng vẫn phải cẩn thận, đúng không ạ? Đi ngoài nắng về rồi tranh thủ mồ hôi một kem, đôi khi làm ngay cốc nước lạnh, nước đá. Thế cũng có nguy cơ. Dạ vâng ạ. Chúng ta có nói đến trong những ngày hôm nay, đó chính là về cái chủ đề về phòng về bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cũng như là một số bệnh về mùa hè. Và ngay lúc này đây thì Tú lại muốn hỏi đến Phó Giáo sư Đỗ Duy Cường ạ. Chúng ta có thể thấy là căn bệnh sốt xuất huyết hay bệnh tay chân miệng thì đã có cái dấu hiệu gia tăng theo như sự thống kê của Bộ Y tế cũng như là các tổ chức y tế. Vậy thì cái căn bệnh này nó có nguy hiểm như thế nào và liệu rằng là nó có gây ra những cái biến chứng gì hay không? Vâng. Trước hết nói về sốt xuất huyết thì chúng ta biết rằng là sốt xuất huyết do virus gây ra, và trong những năm qua thì cái tình hình là sốt xuất huyết ngày càng gia tăng về số lượng mắc cũng như là cái tỷ lệ mà nặng. Đấy thì không chỉ Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Chúng ta đã chứng kiến cái vụ dịch sốt xuất huyết rất lớn ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc năm 2017, có đến vài trăm ngàn trường hợp mắc.
Thế và cái tỷ lệ tức là tử vong hay biến chứng nặng thì tuy là chúng ta đã có kiểm soát tốt so với thời gian trước đây cũng như là so với một số các nước trong khu vực chúng ta thì chúng ta làm công tác tốt, tỷ lệ tử vong giảm, nhưng tuy nhiên thì những cái biến chứng của nó gây ra thì cũng khá là nghiêm trọng đấy, và sốt xuất huyết không thể coi thường. Chính vì đó chúng ta phải nhận biết các cái dấu hiệu sớm. Cái biến chứng của sốt xuất huyết đó là cái tình trạng chúng ta nghe biết rồi, đó là ngoài sốt ra và đầu tiên là có thể là sốt huyết. Thế sốt huyết thì từ nhẹ cho tới nặng có thể dẫn đến tử vong. Cái biến chứng thứ hai là cái biến chứng mà gây thoát huyết tương và gây dẫn đến sốc do thoát huyết tương ra ngoài và trụy tim mạch. Thế những cái đó thì xảy ra thường là những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán muộn hoặc là điều trị sai thì sẽ có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ tử vong cũng giảm đáng kể so với trước đây. Cho nên là chúng ta vẫn không nên chủ quan. Cái bệnh thứ hai là bệnh tay chân miệng. Thì bệnh tay chân miệng là bệnh cũng do virus truyền nhưng mà lây theo con đường tiêu hóa và gặp trẻ em. Thế và cái biến chứng của triệu chứng của nó thì cũng chủ yếu gặp ở trẻ dưới khoảng 2 tuổi. Thế và cái biểu hiện nó là cũng có biểu hiện các cái nốt phỏng ở ngoài da, sốt rồi thì có biểu hiện ở tay, ở lòng bàn chân, bàn tay và ở quanh miệng. Thế thì tuy nhiên thì cái này cái biến chứng là nó có thể gây nên một cái biến chứng là viêm não. Thế thì cũng có những cái tỷ lệ tử vong nhất định. Tuy nhiên thì nó cũng là một trong những cái bệnh nguy hiểm và gia tăng trong thời gian gần đây. Cái này thì giáo sư Thúy có thể bổ sung thêm. Vâng. Và rất mong muốn rằng là có những thông tin thêm bổ sung về cái trường những trường hợp của trẻ nhỏ với bác sĩ Thúy ạ. Vâng, chúng ta cũng biết là tay chân miệng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng nói rất nhiều ở trẻ em. Trong khoảng 5 năm trước ấy, thì cái tay chân miệng thì chủ yếu ở miền Nam, nhưng mà gần đây thì toàn quốc và miền Bắc cũng bị rất là nhiều. Thế thì các cái vụ dịch khác nhau thì do cái chủng nó khác nhau, cho cái độ nặng, độ nhẹ và vùng miền nó khác nhau. Tuy nhiên là về nguyên tắc thì tay chân miệng là bệnh lành tính, về nguyên tắc là như thế. Tuy nhiên nếu như mà có một số cơ địa đặc biệt suy giảm miễn dịch này, trẻ rất là nhỏ hoặc là một cái chủng đấy quá ác tính thì đứa trẻ nó sẽ có một số biến chứng nặng, nặng nhất là tử vong. Rõ ràng trong bệnh lý nặng nhất là tử vong, rồi các biến chứng về bệnh não, các bệnh não co giật, rồi các tổn thương não, rồi những biến chứng viêm cơ tim, rất là nhiều biến chứng, rồi là các bệnh suy đa tạng khá là nhiều ở trẻ em, nhất là những bệnh viện lớn. Như vậy là những cái trường hợp, cho nên chúng ta có cảnh báo, người ta chia tay chân miệng ra 4 mức, 1, 2, 3, 4, thì từ mức 2 trở đi, tức là bắt đầu có dấu hiệu chớm của thần kinh, nói nôm na, co giật một chút, thì vào bệnh viện để người ta phải điều trị phòng sâu nhà tức. Còn chủ yếu mức độ 1 để chúng ta điều trị ở cộng đồng. Như vậy là phải tùy từng dấu hiệu mà người ta mới khuyên cáo bệnh viện, và bác sĩ sẽ có nhiệm vụ chăm sóc, xử trí và quản lý bệnh nhân trong cái thời gian có nguy cơ xảy ra bệnh nặng. Đấy là vấn đề tay chân miệng. Vâng, đó luôn luôn là những cái thông tin, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta cần quan tâm rất rất nhiều. Mà nhất là nếu như mà khi mà phát hiện ra rồi thì cần phải điều trị sớm. Chúng ta có thể thấy rằng với hai vị khách mời hôm nay khi chia sẻ với những biến chứng như vậy thì cũng rất là nguy hiểm nếu như không may mắc phải, nhất là với sốt xuất huyết, đúng không ạ? Những biến chứng có thể gây đến tử vong. Lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về quan tâm sức khỏe không chỉ bản thân mà cả các em nhỏ nữa trong mùa hè. Ngay lúc này đây thì Phó Giáo sư Duy Cường có thể cho Việt Tú như tất cả quý vị được biết là với cái tình hình tại trung tâm bệnh viện nhiệt đới thì những bệnh nhân về sốt xuất huyết như thế nào, và hơn nữa là ở trong thời gian điều trị vừa qua thì có những cái trường hợp nào bị gặp biến chứng không ạ? Vâng, trung tâm bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai thì cũng là cái nơi mà tiếp nhận các cái bệnh nhân bị sốt xuất huyết, thường là nặng hoặc là tuyến dưới chuyển đến. Vâng. Chúng tôi so với cái vụ dịch năm 2017 thì năm nay thì cũng số lượng bệnh nhân mắc thì cũng ít hơn nhiều. Từ đầu năm đến nay chúng tôi thống kê khoảng 100 trường hợp đã phải nhập viện do sốt xuất huyết là ở người lớn. Thế thì hiện tại thì chúng tôi vẫn có khoảng chục bệnh nhân điều trị vì có sốt xuất huyết, và những các cái bệnh nhân này thường là những bệnh nhân nặng, tức là những có dấu hiệu cảnh báo, và thứ hai là những cái bệnh nhân trên sốt xuất huyết trên những cái cơ địa đặc biệt, ví dụ như phụ nữ có thai, người già, thế hoặc có các bệnh mãn tính kèm theo. Thế thì cái tình trạng mắc của bệnh nhân ấy thì đa số cũng là vào trong cái bệnh cảnh là sốt cao. Thế rồi thì có những cái biểu hiện chấm sốt huyết dưới da và một số những chảy máu cam, chảy máu nội tạng, ví dụ như là có thể có đi ngoài phân đen hoặc là rong kinh, rong huyết ở nữ giới. Thế và một số những trường hợp thì có biểu hiện như là men gan tăng cao, thế và sốc cũng đã xảy ra.
Thế tuy nhiên thì cho đến nay thì cũng chưa có trường hợp nào tử vong, thì đấy là những cái tình trạng thực tế hiện nay. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có thể dự báo trong thời gian tới thì những cái số lượng bệnh nhân cũng sẽ tăng lên với cái điều kiện thời tiết như hiện nay, và cũng rất là lưu ý trong những cái trường hợp mà sốt xuất huyết ở những cái đầu vụ dịch là các nhân viên y tế cũng lơ là, người dân cũng chủ quan, thế và chẩn đoán sai, chẩn đoán nhầm sẽ có thể dẫn đến những biến chứng nặng hoặc tử vong. Dạ vâng ạ, rõ ràng là chúng ta thấy từ đầu năm đến giờ thì cái số lượng người mắc và tiếp nhận điều trị tại bệnh viện trung tâm nhiệt đới của bệnh viện Bạch Mai thì đã giảm, và đó là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể chủ quan được, đúng không ạ? Giảm với cái tình hình so với cái vụ dịch năm cách đây 2 năm. Thế nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng là cũng trong những tháng tới thì chúng ta cũng không nên quá chủ quan. Dạ vâng, luôn luôn phải trong cái trạng thái thật là phòng bệnh và kịp thời nhất. Vậy thì dấu hiệu nào mà chúng ta có thể nhận biết sớm cái người đó sẽ mắc bệnh sốt xuất huyết hay là bệnh tay chân miệng ạ? Nhất là với trẻ nhỏ, thưa Phó giáo sư Diệu Thúy ạ. Vâng, thực ra thì sốt xuất huyết hay tay chân miệng đều là bệnh lý do virus. Vâng. Và các bệnh lịch này có tính chất truyền nhiễm và lây, cho nên thường nó có dấu hiệu cảnh báo, tức là có dịch. Yeah. Chẳng hạn như là ở cái cơ sở đấy, cái nhà trẻ đấy có 1-2 cháu bị bệnh, thì ngay lập tức vì sốt xuất huyết đều có chữ sốt, cho nên chắc chắn là dấu hiệu đầu tiên sẽ là sốt. Thế nhưng mà sốt thì chúng ta trẻ em nhiều bệnh lắm ạ, sốt phát ban rồi các loại bệnh viêm mũi họng đều sốt hết. Nhưng mà rõ ràng mình phải cảnh giác trong một cái vụ dịch. Tức nếu bình thường bệnh không lẻ tẻ nó thành vụ dịch, ở cái nhà trẻ này tự dưng có 1-2 cháu sốt này, nổi ban ở chân tay miệng, thế là một đứa trẻ kia sốt là lập tức phải đi khám ngay lập tức. Thế ở sốt xuất huyết cũng thế, một cái vụ chẳng hạn như là trong gia đình họ hàng có những người sốt, và những người ta nói là sốt xuất huyết là những cái chấm sốt huyết hoặc là trên da rải rác, thường bệnh nhân sốt rất là cao. Đấy là những ngày đầu, còn những ngày sau khi ban nó dày toàn bộ người rồi thì người ta đều biết cả. Chân tay miệng cũng thế, những đứa trẻ thường những nốt nó mọc trong miệng và chúng ta thì không xem miệng đứa trẻ, nhưng tự nhiên đứa trẻ nó quấy khóc, bỏ ăn, sốt rất là nhiều, và người ta đi khám và lúc đấy người ta được kiểm tra các dấu hiệu ở miệng, dấu hiệu ở lòng bàn chân, lòng bàn tay, nó thấy những cái chấm nốt, người ta đưa đi khám. Và ở bệnh viện nhi thì mỗi bệnh nhân đến khám mà người ta khi phát hiện ra bệnh là phát được một tờ giấy, người ta có thể các bước 1, 2, 3, 4 để về bệnh nhân theo dõi mức độ này thì ở nhà, mức độ kia phải đến bệnh viện và cảnh báo như thế nào. Dạ vâng ạ, đó là với trẻ nhỏ, còn với những người dân bình thường thì sao ạ, thưa Phó giáo sư Duy Cường ạ? Vâng, đối với người lớn thì như đã nói là người lớn thì không bị tay chân miệng, vâng, chủ yếu là trẻ em, nhưng người lớn thì cảnh báo mùa hè này là đó là sốt xuất huyết. Thế thì ngay cái từ tên bệnh đã phải chú ý rồi, đó là bất kể những cái gì sốt đột ngột diễn ra xảy ra, thế thì kèm theo các cái triệu chứng là như đau mỏi mình mẩy, nhức đầu và đau mỏi cơ khớp, thế và sốt rất cao, kèm theo da đỏ, da sung huyết, chán ăn, và những cái biểu hiện đấy là biểu hiện sốt kéo dài từ 2 đến 5 ngày. Thế sau đó thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là chấm sốt huyết dưới da hoặc là chảy máu cam, chảy máu chân răng. Đấy là những cái dấu hiệu nhẹ, còn nặng hơn thì có thể dẫn đến hiện tượng là trụy mạch, mạch nhanh nhỏ hoặc chân tay lạnh, vã mồ hôi ra và đau bụng, rồi cũng như là có biểu hiện sốt huyết nội tạng. Đấy, thì những cái trường hợp đó là nặng. Tuy nhiên những giai đoạn đầu thì tôi thấy như tôi đã nói là chỉ cần có biểu hiện sốt là kèm theo đau mỏi mình mẩy là chúng ta phải nghĩ đến sốt xuất huyết trong cái vụ mùa thời tiết như thế này, hoặc là trong những cái khi mà có những cái cảnh báo về dịch sốt xuất huyết thì phải nghĩ đến và phải đi đến các cơ sở y tế để khám, để xét nghiệm, và có những xét nghiệm khẳng định được sốt xuất huyết thì lúc đó chúng ta sẽ phải điều trị theo sốt xuất huyết. Dạ vâng ạ, và trong người dân thì họ hay có một cái sự nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và sốt phát ban. Vậy thì làm thế nào để người ta có thể phân biệt được hai cái bệnh lý này ạ? Thưa Phó giáo sư Di Cường. Sốt xuất huyết thì chúng ta phải phân biệt những ngày đầu là chưa có phát ban. Dạ. Nó chưa gọi ban là ban sốt huyết, thường là từ ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 trở đi. Thế cho những ngày đầu thì chỉ có sốt không thôi, có thể sốt rất cao. Thế và có ban thì là những cái ban da nó đỏ ra, và trên đó nền cái da nó sung huyết như vậy thì có những cái chấm sốt huyết nhỏ li ti, cái này thì nó không ngứa, và có thể ở dưới hai cẳng chân và dưới ở tay, hoặc là chảy máu dưới niêm mạc, ví dụ như kết mạc mắt, hoặc là chảy máu cam, chảy máu chân răng. Đấy, còn cái ban ngoài da thì cũng phân biệt với nhiều những cái ban khác, ví dụ như là ban của nhiễm các cái con vi khuẩn khác, ví dụ như là do vi khuẩn liên cầu hay là do não mô cầu. Thế rồi thì các cái ban dị ứng, thế ví dụ như là do dị ứng thuốc,
thấy, hoặc là dị ứng do với cái côn trùng cắn, hoặc là các cái dị ứng thời tiết, thì những cái đó thường là kèm theo ngứa, và những cái đó thì nó không chấm nhỏ li ti dưới da, hoặc là mình ấn dưới da này thì nó không mất đi. Đấy, thì những cái này thì tất nhiên là bất kể đối với người dân thì cứ thấy bất kể những cái phát ban trên da là phải đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán một cách khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên như tôi nói là cái ban xuất huyết ấy, thì nó có cái đặc trưng riêng, như vừa nói là nó có không có ngứa gì cả, và nó cũng không đau, không nốt phỏng, không nổi gờ trên mặt da mà nó chìm dưới da. Đấy, và kèm theo cái ban dưới da mà xuất huyết thì nó kèm theo có thể xuất huyết ở niêm mạc, ví dụ như chảy máu cam, chảy máu chân răng, thì những các cái bệnh xuất huyết bệnh khác, ban khác nó không như vậy. Dạ vâng ạ. Đó là những chia sẻ mà từ nãy đến giờ tất cả quý vị các bạn cùng lắng nghe hai vị khách mời của chúng tôi, Phó Giáo sư Duy Cường cũng như Phó Giáo sư Diệu Thúy, để chia sẻ về cái chủ đề chúng ta ngày hôm nay. Và có một cái câu hỏi tiếp theo mà Tú lại rất là muốn Phó Giáo sư Duy Cường chia sẻ, rằng là chúng ta có thể thấy là ngành y tế luôn có sự khuyến cáo phòng bệnh tới người dân, và quan trọng nhất là hay tuyên truyền những thông tin như là giữ vệ sinh môi trường này, rửa tay thường xuyên này, tiêm vaccine phòng bệnh. Vậy thì trong quá trình điều trị thì bác sĩ có nhận thấy là người dân họ có quan tâm đến cái vấn đề này chị ạ? Có bao giờ rằng là hỏi rằng là ở nhà có không giữ vệ sinh sạch sẽ hay không, hay có rửa tay thường xuyên hay không, đúng không ạ? Cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là cái trong những năm qua thì mức sống đời dân đi lên. Thế và cái điều kiện vệ sinh môi trường chúng ta tốt hơn nhiều. Các cái ý thức người dân về phòng bệnh cũng đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Ví dụ như là rửa tay, ví dụ như tiêm vaccine và cải thiện cái môi trường sống. Thế tuy nhiên thì vẫn có một số là lơ là, chủ quan, vì cho rằng là bây giờ xã hội hiện đại rồi, các cái bệnh dịch nó cũng không còn nữa, không nguy hiểm nữa, hoặc là có những cái thuốc đặc trị rồi thế này thế kia, và chủ quan. Thế điển hình chúng ta thấy có phong trào gọi là anti vaccine, tức là chống lại cái việc tiêm vaccine và để cho mọi việc cứ thuận theo tự nhiên và không tiêm vaccine gì cả. Cái đó là cũng đã bị có những thấy là đã chứng kiến những hậu quả, ví dụ như vụ dịch sởi 2014 xảy ra và rất nhiều những cái bệnh dịch khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề đúng dưới cái mức góc độ khoa học. Thế, vệ sinh môi trường ở đây thì như tôi nói không chỉ có rửa tay đâu, và cũng không chỉ cải thiện điều kiện sống, mà chúng ta phải hiểu rằng là ví dụ như cái đơn giản, chúng ta phải hiểu biết là bệnh nào nó lây theo cái đường nào thì chúng ta phòng cái đó. Ví dụ sốt xuất huyết là phải phòng mũi đốt, còn tay chân miệng là phải rửa tay, chứ rửa tay thì không phòng được chống mũi đốt hoặc ngược lại. Thế thì cho nên là cái việc mà phải hiểu đúng về bệnh thế và phát hiện sớm đấy, thì chúng tôi cho rằng là cái thực trạng với những cái số lượng bệnh nhân ví dụ tay chân miệng sốt huyết tăng lên gần đây, điều đó chứng tỏ có hai vấn đề. Một là cái môi trường cũng không thuận lợi để cho các cái tác nhân gây bệnh phát triển, ví dụ nắng nóng quá nhiều hoặc là nhiệt độ thay đổi quá đột ngột, đấy là những cái điều kiện để cho cái vi khuẩn virus tác nhân gây bệnh nó bùng phát trở lại. Mặc dù con người có thể đã cải thiện đời sống tốt, có thể rửa tay, có thể nằm màn, nhưng mà mũi nó vẫn sinh sản rất nhiều do cái điều kiện thời tiết và điều kiện môi trường. Cái đấy thì rõ ràng là chúng ta gần như là cũng bất khả kháng ngoài cái muốn của chúng ta. Nếu như sốt xuất huyết gần đây là không chỉ Việt Nam đâu mà trên toàn thế giới, rất nhiều những các nước vùng xứ nóng, xứ nhiệt đới là đang rất lo lắng về đối mặt với sốt xuất huyết. Thế đấy là cái thứ nhất. Thì cái thực trạng thứ hai nữa là người dân cũng có thể là chủ quan. Đấy, chủ quan như tôi vừa nói, một là chúng ta không hiểu biết không đúng, hai là chúng ta cho rằng là hiện nay là đã có thuốc đặc trị hoặc là không cần tiêm vaccine thì cũng vẫn phát triển bình thường chẳng hạn, hoặc người ta lo ngại rằng là tiêm vaccine có một số mà lại xảy ra những cái mà gọi là tác dụng phụ, mà mặc dù là tỷ lệ tác dụng phụ tiêm vaccine rất nhỏ thôi, nhưng mọi người cũng cho rằng là như thế thì tốt nhất là không nên tiêm. Thì chúng ta thấy là hậu quả là xảy ra những cái bệnh dịch nguy hiểm. Thế thì đối với hai cái bệnh này thì chúng tôi cho rằng là sốt xuất huyết hiện nay thì vaccine mà thế giới cũng đang tìm cách để sản xuất ra vaccine chống sốt xuất huyết, thế và đang thử nghiệm lâm sàng và đã thành công ở một số nước, nhưng mà chưa được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Thế cho nên là vấn đề phòng bệnh vẫn là vấn đề vệ sinh môi trường, phòng chống mũi đốt. Thế còn tay chân miệng cũng vậy, chúng ta cũng vẫn phải, vì vaccine hiện nay chưa có đúng không? Chưa có. Cho nên là chúng ta vẫn phải là làm thế nào để cho cái không lây lan, và chúng ta phải hiểu lây lan do tay chân miệng lại là do lây theo đường tiêu hóa.
Do đó thì cái việc rửa tay lại rất quan trọng đối với phòng chống tay chân miệng. Còn việc mà diệt loang quang bọ gậy dùng rồi thì nằm màn rồi chống muỗi đốt thì đấy là việc để phòng cho cái bệnh sốt xuất huyết. Mà hai cái này thì tôi cho rằng là cái cũng khá là đơn giản để thực hiện được nó. Dạ, tuy nhiên thì vẫn xảy ra, thì đấy rõ ràng là đấy là thực trạng. Vâng. Thực ra chúng ta rõ ràng là thấy được là dù vẫn luôn luôn kêu gọi mọi người, vẫn luôn luôn có những bài học ngay cả cho các em nhỏ trong trường, trong lớp, vậy ngay mẫu giáo thôi, rằng là trước khi ăn uống phải rửa tay, đi vệ sinh xong phải rửa tay như thế nào đó. Thì thực tế một điều là người lớn đôi khi cũng quên đi những cái hành động đó. Và cái trách nhiệm của với những người làm trong Bộ Y tế, những ban ngành, thì việc chúng ta vẫn phải liên tục tuyên truyền, không phải chỉ là một chiến dịch đâu, mà luôn luôn trong tất cả những thời gian, đúng không ạ? Để cho người dân họ thấy có thể là hiểu nhiều hơn và tiếp cận nhiều hơn, không chỉ ở thành phố mà cả những cái vùng nông thôn, miền núi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ đầu tiên từ phía hai vị khách mời của chúng tôi. Còn bây giờ đây thì Việt Tú mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tương tác số 1 trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là để tham gia được với chúng tôi thì quý vị hãy làm theo cú pháp là like thông tin của chương trình, like fanpage, share thông tin của chương trình, và đặc biệt hơn nữa là lựa chọn cho mình đáp án đúng nhất gửi về cho chúng tôi. Với đáp án đó chính xác và gửi về nhanh nhất thì quý vị có cơ hội nhận được phần quà của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tương tác số 1, quý vị nhé. Cách nào phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả? A. Diệt bọ gậy, lật úp tất cả các vật thải chứa nước. B. Vệ sinh môi trường, nơi ở sạch sẽ, ngủ màn tránh muỗi đốt. C. Là cả hai phương án trên. Quá dễ dàng đúng không ạ? Hãy lựa chọn cho mình đáp án và gửi về cho chúng tôi nhanh nhất, và hy vọng rằng sẽ nhận ra được người may mắn nhận được giải thưởng ngày hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta sẽ dành ít phút cho quảng cáo. Một ngày vui của bé bỗng trở nên khác lạ. Ôi, nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Mẹ ơi, con mệt. Khi cơn sốt khiến bé mệt mỏi, đã có Harpacol 250 chứa 250mg paracetamol với mùi cam vị ngọt, có tác dụng giảm nhanh cơn sốt, giúp bé vui khỏe trở lại. Không dùng Harpacol 250 với các thuốc khác có paracetamol, người suy gan thận hoặc mẫn cảm với các thành phần của thuốc đều hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Harpacol giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em, sản phẩm của DHE Pharma. Một ngày vui của bé bỗng trở nên khác lạ. Ôi, nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Mẹ ơi, con mệt. Khi cơn sốt khiến bé mệt mỏi, đã có Harpacol 250 chứa 250mg paracetamol với mùi cam vị ngọt, có tác dụng giảm nhanh cơn sốt, giúp bé vui khỏe trở lại. Không dùng Harpacol 250 với các thuốc khác có paracetamol, người suy gan thận hoặc mẫn cảm với các thành phần của thuốc đã bị hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Harpacol giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em, sản phẩm của DHE Pharma. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay và tiếp tục đến một câu hỏi và chia sẻ từ phía Phó Giáo sư Diệu Thúy ạ. Chúng ta thấy được rằng là trẻ em thì vẫn còn rất là mong manh về khả năng tự phòng bệnh, đó thì là chưa có. Mà vậy thì với Phó Giáo sư Thúy có thể chia sẻ thêm về cái ý thức phòng bệnh của những bậc phụ huynh đấy, dành cho con, dành cho trẻ nhỏ như thế nào ạ? Thực ra thì với cái điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam bây giờ, mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con. Nên nói thật là dù nông thôn hay thành thị thì mọi người đều, bố mẹ đều dành cái tình thương yêu cho con. Cho nên họ cũng rất là cố gắng để mà làm cho đứa trẻ được tốt nhất, phát triển về thể chất, cân nặng, không bị bệnh tật, và đứa trẻ thông minh, phát triển tốt. Đấy là một cái chung. Tuy nhiên là vấn đề là mình phòng thế nào là đúng, phòng thế nào là đúng. Vấn đề là, nhưng đấy là Phó Giáo sư Cường vừa trình bày ấy, bây giờ vaccine là chúng ta bị sốt, tức là có rất nhiều, và khi bị bệnh thì dồn đi tiêm vaccine. Tuy nhiên khi mà thông báo có 1-2 ca bị tai biến vaccine thì tất cả lại dừng lại không tiêm nữa. Tức là nó thành hơi thành cái tâm lý đám đông một chút, chúng ta lại hơi đổ xô theo cái phong trào. Chúng ta cũng biết rồi, năm 2014 là chúng ta bị dịch sởi là bởi vì chúng ta có thông báo một số trường hợp bị tai biến vaccine. Có, mà xác suất vaccine thì ai cũng có, mà không phải riêng vaccine, là tất cả các thuốc đều có nguy cơ bị tai biến cả. Nhưng mà khi mà thông báo về vaccine là cộng đồng, dùng thuốc thì có thể ai bị bệnh thì dùng, không dùng thì thôi. Nhưng tất cả trẻ con thì người ta đều khuyến cáo tiêm chủng. Tiêm chủng thì có những cái tiêm chủng là trong chương trình và những tiêm chủng ngoài chương trình mở rộng. Thế thì những cái tiêm chủng như thế thì nó sẽ có một vài những các phụ không mong muốn, thậm chí là nặng. Thì chúng ta sẽ có những là bệnh nhân lại chần chừ không muốn đi tiêm,
hoặc là cái thời điểm đi tiêm ấy, họ bỏ qua mất. Vì sao? Vì trẻ bé rất là ốm. Thế khi nó ốm thì bố mẹ lại chần chừ đáng tiêm 2 tháng, thì đến 5, 6, 7 tháng mới tiêm. Tức là qua cái giai đoạn cần được tiêm, chẳng hạn như là uống rotavirus, tức là virus mà chống cái tiêu chảy, cần uống sớm. Thì mình qua mức tiêu chuẩn giai đoạn uống ấy rồi, tức là nó không còn tác dụng nữa, ví dụ như thế. Rồi chúng ta bị lỡ. Thứ hai nữa là bố mẹ, một phần cũng nhân viên y tế, vì khi người ta sợ những cái tai biến như thế, cho nên là khi đứa trẻ chỉ cần ho, hắt hơi, sổ mũi, đến cơ sở y tế thì lại trả với trẻ về. Bởi vì sao? Bởi vì nhỡ khi tiêm nó lại lẫn nữa giữa là tác dụng phụ của vaccine hay là do cái bệnh lý đó và không tiêm, và đứa trẻ nó có bị gọi là bị lỡ cái mũi tiêm đó. Đấy là một cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là bố mẹ thì cũng rất là lo lắng chăm sóc đứa trẻ, nhưng mà đôi lúc thì hơi quá thái là thế này. Đôi lúc thì nó mới hơi ốm một cái là đưa đến bệnh viện, chúng ta thấy tràn ngập các bệnh viện. Và những rất nhiều đứa trẻ của chúng tôi bệnh rất là nhẹ. Chúng ta chỉ cần đến những cái cơ sở phòng khám bình thường thôi, chúng ta khám, chúng ta bê tất cả lên các bệnh viện lớn và lây chéo tại bệnh viện tất cả các dịch bệnh sởi. Cái năm 2014 ấy, tử vong tại bệnh viện nhiều là bởi vì bệnh nhân đang bị bệnh, ví dụ đang bị tiêu chảy, đang bị viêm phổi, lây theo sởi vào lại tử vong. Chứ còn nếu nó ở cộng đồng thì dịch nó lại nhẹ hơn rất nhiều đó. Nên là chúng ta đã vội vàng đơn cơ sở y tế lớn quá, trong khi chúng ta những cái sốt, những cái virus thông thường chúng ta hoàn toàn có thể để khám cơ sở y tế bình thường. Rồi có những cái chúng ta lại chủ quan, chúng ta lo ăn lo mặc. Nhưng mà những cái rất đơn giản như là vệ sinh tay, rồi là cả bố mẹ phải là tấm gương thì đứa trẻ nó mới làm theo. Ở lớp cô giáo phải là tấm gương, tức là trước khi ăn cô rửa tay, đứa trẻ nó rửa tay. Ở về nhà chúng ta cũng rửa tay khi nào, rồi là những cái tránh những cái để những cái nước ứ đọng, như chúng ta nói tại những cái chỗ mà để chạm bát, là những cái chỗ nước ở ngoài môi trường, tất cả những thứ đấy thì chúng ta cũng nghĩ rất đơn giản thôi. Chúng ta không nghĩ đơn giản, chúng ta chỉ để ý khi hậu quả nó xảy ra, còn chúng ta không có trước có cái thái độ là chủ động, luôn luôn có thái độ phòng tránh. Thì vấn đề này nó phải vấn đề nó là của Bộ Y tế này, của Y tế phòng dịch các cơ sở này, và tuyên truyền thường xuyên, chứ đừng thường chúng ta tập trung vào vụ dịch, nhưng chúng ta không tập trung thường xuyên, thường kỳ thì chúng ta mới giảm được nguy cơ như vậy. Dạ vâng ạ. Cũng nhân là mà vừa xong Phó Giáo sư Tiểu Thúy có nói đến cái việc mà những thông tin về tiêm vaccine. Vâng. Đấy, thì cũng thấy rằng là cũng có rất nhiều những trường hợp bị mắc bệnh do không tiêm vaccine. Vâng. Vậy thì Phó Giáo sư Tiểu Thúy có thể chia sẻ như thế nào về đối với người dân, đối với những bậc phụ huynh, nếu như mà trẻ không tiêm vaccine thì sẽ gây hậu quả như thế nào? Vâng, vaccine thì tôi nghĩ đó là một thành tựu của y học thế giới. Bởi vì từ xưa nay chúng ta không có vaccine, có rất nhiều cái dịch những thế kỷ trước, dịch chết hàng loạt, trăm nghìn người, hàng triệu người. Thế thì vaccine đó là một cái phòng bệnh chủ động, nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái kháng thể để chống lại khi chẳng may chúng ta nhiễm phải, thì chúng ta sẽ chống lại bệnh. Cái thứ hai đó là cái vaccine đấy, cái kháng thể đấy nó lan truyền trong cộng đồng, nghĩa là trong cộng đồng chỉ có 80% mà tiêm chủng thì cả cộng đồng nó sẽ tránh được nhiễm cái khuẩn đấy, bởi vì chúng ta có những cái chủng lây từ người sang người, từ cái vật tự nhiên, từ những chim chóc, từ những cái mũi nó truyền sang người. Thế thì dùng vaccine đó, chúng ta cố gắng để tiêm vaccine cho tất cả, nhưng mà không phải cái bệnh gì chúng ta ra vaccine. Chẳng hạn chúng ta nói tay chân miệng, sốt xuất huyết, chúng ta cũng cố gắng tìm ra vaccine nhưng còn chưa tìm được. Thì vậy thế thì những cái vaccine mà chúng ta đã có thì chúng ta cố gắng đi tiêm chủng. Và vì nhờ cái vaccine, và chúng ta cũng có khái niệm này, thứ nhất là cái gì như tôi nói cũng có tác dụng phụ, chẳng hạn như có tai biến, có thể có dị ứng. Thứ hai nữa là không phải cứ tiêm vaccine là chữa khỏi hoàn toàn. Chúng ta thành ra cái tâm lý là tôi tiêm vaccine rồi mà tôi vẫn bị bệnh, thì cái vaccine đấy thứ nhất nó giảm nguy cơ bị bệnh, thứ hai nếu chẳng may có bị bệnh thật nó cũng làm nhẹ rất nhiều. Và thứ hai là cái bảo vệ đấy không những bảo vệ cho anh mà bảo vệ cho cả cộng đồng xung quanh anh. Cho nên tôi nghĩ là cái ý thức của mỗi người, không những ý thức cho con mình, cho cả cộng đồng của mình được bảo vệ, và bảo vệ chéo như thế thì nó ổn hơn rất nhiều. Cho nên cái vaccine tôi nghĩ là, đấy là tại sao nhà nước có hẳn chương trình tiêm chủng để cho bệnh nhân không mất tiền đi tiêm chủng cơ mà. Vâng, thực ra là không chỉ Việt Nam đâu mà chúng ta có thể thấy rằng y học thế giới họ cũng đã khuyến cáo rất là nhiều với các trẻ nhỏ thì nên tiêm vaccine và đúng theo như định kỳ, đúng không ạ? Có rất nhiều ông bố bà mẹ lấy một cái lý do rằng là tôi quá bận bịu thời gian mà quên đi mất cái thời gian đó để tiêm vaccine cho con. Rồi đến khi mà không tiêm cháu nhỏ bị mắc bệnh, lúc đó lại có những cái cảm xúc hối hận và tiếc nuối, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay và cùng đến với một cái chia sẻ, một câu hỏi nữa mà Tú muốn hỏi Phó Giáo sư Duy Cường rằng là với cái bệnh sốt xuất huyết ạ, mà khi mà người dân bị mắc bệnh thì họ sẽ có nhất thiết là họ phải đến bệnh viện để điều trị hay không? Trường hợp nào thì họ có thể điều trị ở nhà? Và trường hợp nào thì họ phải đến bệnh viện để hoặc là cơ sở y tế gần nhất để nhờ sự can thiệp và điều trị của các bác sĩ, y bác sĩ ạ? Vâng, sốt xuất huyết là cái bệnh mắc ở cộng đồng và chủ yếu là điều trị ở cộng đồng. Đã có hướng dẫn của Bộ Y tế, hướng dẫn quy định và phân tuyến rất rõ các cái trường hợp
như thế nào thì điều trị tại nhà, tại cộng đồng, và trường hợp nào thì nên nằm viện. Sốt xuất huyết thì đã chia ra là có 3 mức độ thế, và sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và sốt xuất huyết nặng. Thế thì thông thường những cái sốt xuất huyết mà trước đây gọi là độ 1, độ 2 thì hay còn gọi là sốt xuất huyết thông thường, chúng ta điều trị tại nhà và cộng đồng. Thế thì bản chất là do virus gây ra, cho nên là chúng ta chờ diễn biến, sau độ 1 tuần thì sẽ khỏi, và không, nếu như không có biến chứng xảy ra đấy. Thế cho nên là cái việc mà điều trị không có điều trị đặc hiệu, không điều trị đặc hiệu tức là không dùng kháng sinh, không dùng các cái biện pháp can thiệp gì phức tạp đắt tiền, mà vẫn chỉ có cần là theo dõi, uống nước orezon, rồi thì dùng thuốc hạ sốt, và có thể một số trường hợp mất dịch, mất nước thì có thể truyền dịch. Thế và sau độ một ngày thứ 5, thứ 7 là bệnh nhân sẽ sốt giảm dần và sẽ đến sang giai đoạn hồi phục. Thế thì cũng đã phân ra, nếu như đã nói là sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo, thế là chỉ có sốt không, kèm theo đau mỏi mình mẩy, có thể có nôn, rồi thì một số trường hợp mà có phát ban nhẹ, những cái trường hợp đấy thì chúng ta điều trị tại nhà thôi. Và hạ sốt, đấy chúng ta dùng paracetamol, đấy, và theo như đúng hướng dẫn, tức là khi mà sốt cao, ở trẻ em thì có thể dùng các thuốc hạ sốt để chống co giật. Vì cái sốt chúng ta dùng thuốc hạ sốt không có nghĩa rằng là nó sẽ hết sốt ngay, mà nó phải thông thường là phải sốt đủ 5 ngày rồi nó mới hết sốt được. Cho nên là dùng đúng cái thuốc hạ sốt theo quy định, tức là 4 đến 6 tiếng uống, và có thể người lớn uống một viên paracetamol 500mg thế, và kèm theo những các phương pháp chườm mát, rồi uống nước để hạ nhiệt, rồi dùng thêm một số các phương pháp đông y thì sẽ làm cho cái thân nhiệt nó giảm. Thế tuy nhiên thì và chờ không có biến chứng xảy ra. Đối với trẻ em chẳng hạn, chống co giật thì có thể dùng thuốc và theo dõi sát những cái cơn biểu hiện giật. Nhưng mà chúng ta lưu ý là nhiều người tâm lý phụ huynh rất lo lắng và đi đến bệnh viện, hoặc là các bác sĩ khám xong lại không cho thuốc gì, chỉ mấy viên hạ sốt. Nhưng thực chất là chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Vì nếu dùng kháng sinh thì nó không có tác dụng. Thứ hai là có những cái biến chứng có thể xảy ra khi dùng kháng sinh. Cho nên là cũng lưu ý là không dùng kháng sinh, cũng không nên dùng các thuốc khác như corticoid hay là những cái thuốc mà có thể cầm máu hay gì đó cũng không cần thiết trong cái giai đoạn này. Thế và chúng ta làm xét nghiệm sớm thì phát hiện ra, và ví dụ như công thức máu là cái xét nghiệm rất đơn giản để theo dõi số lượng tiểu cầu. Nếu mà tiểu cầu quá thấp thế, hoặc là xét nghiệm một số trường hợp có biểu hiện như tăng men gan, một số trường hợp là có biểu hiện máu bị cô đặc, thoát huyết tương, thì nhìn vào cái xét nghiệm đó thì cần phải vào viện nằm và có thể chúng tôi sẽ cho truyền dịch, và hoặc là nếu mà có biểu hiện thoát huyết tương thì dùng dung dịch cao phân tử. Biểu hiện xuất huyết tiểu cầu giảm nhiều, ví dụ bây giờ là cái quy định trước đây là tiểu cầu dưới 50 là 50 giga trên 1 lít thì phải có truyền tiểu cầu, nhưng hiện nay là dưới 10 hoặc thậm chí dưới 5 mà không có xuất huyết ở đâu chúng tôi cũng không truyền, và chờ cho cái tủy xương sau này nó hồi phục, nó sẽ sản xuất ra tiểu cầu, các dòng tế bào máu nó sẽ hồi phục, cho nên là cũng không cần phải truyền máu. Nhiều người bảo sốt xuất huyết là phải bù máu vào để giảm cái lượng xuất huyết, nhưng mà thực tế cái đấy là rất hạn hữu thôi. Đấy, như vừa nói, thế thì tóm lại là đối với sốt xuất huyết chủ yếu là điều trị tại nhà và cộng đồng, chỉ khi vào viện trong trường hợp có dấu hiệu cảnh báo. Đấy, người lớn ví dụ như là có tiểu cầu hạ, men gan tăng, sốt cao liên tục, sốt huyết, rồi thì đau bụng vùng gan, đấy là tiểu ít, đấy những dấu hiệu vật vã, chân tay lạnh, tụt huyết áp, đấy là phải vào viện. Còn thì chủ yếu là chúng tôi do điều trị tại tuyến cơ sở, vừa tránh cái hiện tượng bệnh nhân di chuyển nhiều, vừa gây tốn kém, vừa gây quá tải tuyến trên, thứ hai là không cần thiết, và trong quá trình di chuyển có thể bệnh nó lại nặng lên, do vậy mà điều trị tại cộng đồng. Nhưng cái cán bộ y tế cơ sở phải nhận biết được các dấu hiệu, khi nào nặng thì cho vào viện. Trước đây chúng tôi cho rằng sốt xuất huyết nặng, tức là hay còn gọi là sốt huyết độ 3, độ 4 là phải nhập viện. Thế thì kể cả vào viện chúng tôi cũng chỉ có theo dõi, truyền dịch và bù dịch đúng phác đồ. Thế cái cũng lưu ý ở đây là kể cả cán bộ y tế một số nơi mà điều trị hoặc là chẩn đoán điều trị sai phác đồ sốt huyết vẫn có thể có biến chứng trong quá trình điều trị, vẫn có thể tử vong. Dạ, vâng ạ. Vậy thì ngay ra đây thì Phó giáo sư Đỗ Duy Cường cũng có thể cho Tú cũng như tất cả mọi người đều biết rằng là một số những sai lầm của người dân ấy, trong quá trình điều trị sốt xuất huyết hay là bệnh tay chân miệng. Vâng. Trước hết nói về điều trị sốt xuất huyết, cái sai lầm ấy là
do chẩn đoán đấy. Dạ. Thì mọi người cứ nghĩ rằng là sốt xuất huyết là phải có xuất huyết. Vâng. Ngoài cái tên của nó ra rất dễ, nhiều khi là dễ nhầm. Nhầm. Là sốt phải kèm xuất huyết, nhưng ở đây cái xuất huyết ấy là xảy ra giai đoạn sau là có biến chứng. Đấy, tức là phải sốt độ 5-3 ngày thì giai đoạn sau tiểu cầu nó hạ đến một mức nào đó nó mới gây xuất huyết được. Thế, và đấy là cái biến chứng thứ nhất. Kể cả xuất huyết thì cũng không phải là cái biến chứng nặng ngay. Đấy, cái thứ hai là một cái biến chứng của sốt huyết đó là hiện tượng cô đặc máu và thoát huyết tương, và có thể nó không đi đồng hành cùng với cái biểu mức độ sốt huyết, cho nên một số trường hợp là chẩn đoán sai khi mà bệnh nhân đi vào sốc mà không có sốt huyết gì cả. Đấy, vì bệnh nhân có thể tử vong với cô đặc máu. Đấy, cái đấy là cái thứ nhất là có thể chẩn đoán sai, là người dân cũng hiểu sai và cán bộ y tế hiểu sai. Cái thứ hai là điều trị sai, tức là cứ thấy sốt thì sốt xuất huyết lại đi cho kháng sinh. Đấy, mặc dù cái kháng sinh đó cũng không gây hại ngay đối với bệnh nhân, nhưng mà vì nghĩ đến nhiễm trùng và mình quên đi cái biến chứng ví dụ như sốt huyết, ví dụ như là cô đặc máu trụy tim mạch, và không để ý đến vấn đề điều trị cái đó thì dẫn đến nặng. Và một số những cái điều trị khác, ví dụ như là phải dùng thuốc corticoid chẳng hạn, để hạ sốt hoặc để giảm cái quá trình viêm, cái đấy là cũng không đúng trong phác đồ. Thế hoặc là điều trị dân gian, một số những cái mà các cái thuốc mà không được Bộ Y tế cấp phép, ví dụ như là có thể những cái bài thuốc của những cái ông lang bà lang mà nhiều khi không được Bộ Y tế cho phép, cái đấy có thể dẫn đến sai. Rồi thì những cái vấn đề truyền dịch. Đấy, truyền dịch hầu như là những cái chúng tôi gặp những cái trường hợp nặng phải vào viện mà chúng tôi phải cấp cứu hoặc là phải gọi là chữa cháy cho những cái tuyến dưới khi mà truyền dịch sai. Đấy, thì có chỉ định truyền dịch theo cái mức độ sốt xuất huyết, mức độ sốt huyết phân độ, thế và theo từ tốc độ truyền, loại dịch truyền. Đấy, ví dụ như là cứ nghĩ sốt xuất huyết đi cho truyền máu chẳng hạn là sai, sốt xuất huyết truyền đạm là sai. Đấy, hoặc là đáng nhẽ phải truyền cao phân tử thì lại đi cho truyền đạm chẳng hạn. Thế cho nên là nó đều có phác đồ hướng dẫn hết rồi, cho nên cán bộ y tế phải được cập nhật, phải được tập huấn về vấn đề đó. Còn đối với người dân thì cái mà như tôi vừa nói là mình cũng thường là hay đi đến bệnh viện ra hiệu thuốc. Đấy, rồi bảo tôi bị sốt, thế là cho uống kháng sinh và không theo dõi gì cả. Thế và có thể đi đến ngày thứ 5, thứ 7 là chúng tôi gọi là những ngày mà nguy hiểm của sốt xuất huyết, là ngày thứ 5 tự nhiên nhiệt độ tụt xuống và chân tay lạnh và nghĩ rằng tụt xuống nhiệt độ thì khỏi rồi, nhưng thực ra là đi vào sốc. Thế mặc dù không thấy xuất huyết đâu cả. Đấy, và có thể dẫn đến tử vong là như vậy. Thì những cái trường hợp mà xuất huyết mà đầu vụ dịch do cán bộ y tế không phát hiện ra, người dân chủ quan và hay tử vong ở trong những cái trường hợp là như vậy. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Duy Cường. Vậy thì còn trong cái việc mà điều trị sốt xuất huyết hay là bệnh tay chân miệng của trẻ em như vậy, thì với người dân, đặc biệt là những ông bố và mẹ, thì họ thường hay mắc những sai lầm như thế nào ạ, thưa Phó Giáo sư Diệu Thúy ạ? Vâng, ở trẻ em thì bố mẹ khá là quan tâm. Vâng. Và đứa trẻ được rất là sốt sắng đi khám bệnh. Thế thì chúng ta cũng biết là đầu tiên là sốt thì khẳng phạm bố mẹ làm nào cho con hạ sốt. Vâng. Thế thì cái thông thường nhất là họ sẽ mua một loại sốt bình thuốc hạ sốt bình thường nhất. Vâng. Đó là paracetamol. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết sốt xuất huyết ấy, thì người ta lại hạn chế hoặc là gần như chống chỉ định cái thuốc nhóm là ibuprofen, bởi vì thực ra là trong sốt xuất huyết nó có một giảm một cái yếu tố gọi là giảm tiểu cầu, thì có một thuốc hạ sốt nó làm cho cái tình trạng đấy sốt xuất huyết nó nặng hơn, cho nên là chúng ta chỉ dùng các thuốc hạ sốt thông thường, được khuyến cáo thông thường đơn giản nhất, bởi vì sốt xuất huyết thường sốt rất là cao và mình dùng mãi thuốc hạ sốt thông thường mình thấy nó không đỡ hoặc đỡ nó không nhiều, mình lại chuyển các loại thuốc khác và thuốc đấy nó có thể những tác dụng không mong muốn. Vâng. Cho nên là chọn thuốc thông thường, và nếu như bệnh nhân cứ sốt cao liên tục thì phải đến gặp bác sĩ để làm xét nghiệm để chẩn đoán xác định mới chọn được loại thuốc hạ sốt phù hợp. Thuốc hạ sốt thì đúng là bán tự do trên thị trường, không phải kê đơn, nhưng mà trong vụ dịch thì cũng phải dùng rất là cẩn thận, nếu như mình thấy nó có gì đấy bất thường nó dùng mãi không hạ được. Cái thứ hai là tôi cũng rất nhất trí là bố mẹ có phản xạ là cứ sốt là cho tí dịch truyền, tức là ra các cơ sở truyền dịch là rất là phấn khởi vì nó hạ nhiệt này, đứa trẻ để ốm thì không ăn được này, nhưng mà nhiều khi đứa trẻ đang sốt cao là những cái phản xạ bất lợi. Không phải trường hợp nào cũng truyền dịch là tốt, không phải trường hợp nào cũng như thế. Cái thứ ba nữa là các đứa trẻ mà tay chân miệng ấy, nó mọc các ban trong miệng ấy, thì rất là đau trong miệng. Thế là thôi bố mẹ để nguyên, không vệ sinh gì cả vì nó vệ sinh đau. Thế cho nên là vệ sinh mới là quan trọng để nó tránh nhiễm trùng, nó bội nhiễm thêm. Nhưng bố mẹ thấy nó đau là tránh không làm gì cả. Thì mấy hôm sau nó lại từ bệnh nọ, nó lại chuyển sang bệnh kia. Một vấn đề nữa là vội vội vàng vàng đi từ rất xa. Về nguyên tắc chúng ta nói là bệnh tay chân miệng là bệnh lành tính, nhưng chúng ta từ rất xa đi lên hết các bệnh viện trung ương và sao bằng mọi cách để cháu vào nhập viện, trong khi bác sĩ đã khuyên cáo là trường hợp này về theo dõi, trường hợp này thế này thế kia, nhưng bệnh nhân không yên tâm
và quá gây một cái sức ép làm bệnh nhân vào viện ồ ạt. Và khi vào viện ồ ạt thế thì cái chăm sóc nó không được tốt với quá nhiều bệnh nhân, rồi lại lây chéo những bệnh khác nữa. Cho nên tôi nghĩ là bố mẹ cũng vẫn là một nhà thầy thuốc thông thái, chăm sóc con chúng ta cũng có khuyến cáo trên từ thầy thuốc, từ internet, từ trên mạng, và chúng ta làm thế nào để cảnh báo dấu hiệu sớm đưa đến viện, chứ không phải là quá sốt sắng trong mọi trường hợp. Dạ vâng ạ, vừa nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều rồi, và bây giờ đây thì người dân cũng cần mong muốn rằng là để đề phòng sốt xuất huyết hay là bệnh tay chân miệng, ở cái nhất là vào trong cái dịp mùa hè này, thì người dân cần phải làm gì ạ, thưa Phó Giáo sư Đỗ Duy Cường? Vâng, vâng. À, phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh, đấy, chứ ai cũng biết điều đó. Nhưng phòng như thế nào thì như tôi đã nói phần đầu ấy, tức là phải hiểu đúng về cái căn nguyên gây bệnh, thế nó lây truyền theo đường nào thì ra phòng theo đường đó. Đối với sốt xuất huyết là chúng ta biết căn nguyên là do muỗi truyền, là một loại muỗi mà gọi là Aedes aegypti, là cái muỗi vằn đó. Và nó sống ở trong những cái vùng đô thị đấy, nên là chứ không phải sống trong rừng đấy. Rừng là truyền bệnh sốt rét là do muỗi Anopheles. Thế còn đây là những cái loại muỗi mà nó sống ở cái vùng đô thị, những cái nơi mà tập trung cư dân đông đúc, và đặc biệt là những cái vùng nó đẻ trứng ở những cái vùng nước xung quanh nhà, ví dụ như những cái vũng nước nhỏ thôi, như là ở trong cái lọ hoa, trong những cái bát đựng nước, cái mảnh chai mảnh sành vỡ xung quanh nhà, hoặc là trong lốp ô tô nó những vũng nước đọng thế. Và muỗi nó đốt thường là sáng hoặc là vào chiều tối, chứ nó không đốt hẳn về ban đêm. Thế và cái người dân ấy thì rất dễ bị muỗi đốt đấy, vì sinh hoạt bình thường này muỗi nó có thể nó đốt bất kỳ lúc nào rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta phòng là phòng chủ động đấy, phòng chủ động một là tránh bị muỗi đốt, hai là nếu mà có muỗi thì phải diệt muỗi, diệt loang quang và bọ gậy đấy. Thì phòng chống muỗi đốt thì bằng cách là có thể là chúng ta nằm ngủ mang màn thế, rồi thì ban ngày có thể thoa các loại kem để bôi để chống diệt côn trùng thế, rồi có loại nhang hay hương trừ muỗi, rồi đấy là cái diệt muỗi. Còn diệt loang quang bọ gậy là không cho cái muỗi nó có chỗ đẻ trứng. Muỗi đẻ trứng là phải có cái những nước đọng ở đấy. Thế thì từ những cái chỗ vũng nước rất nhỏ xung quanh nhà nước đọng đấy là chúng ta phải, ví dụ như là lật úp hết các cái chum vại đựng nước ở trong nhà, rồi những các cái xăm lốp xe đạp, những bờ bụi rậm xung quanh nhà, những cái ẩm thấp đấy là nơi đấy muỗi có thể sinh sản đẻ trứng, thì chúng ta phải vệ sinh môi trường đấy. Còn thì chúng ta cũng có những cái biện pháp khác như là phun muỗi đấy, phun muỗi thì hoặc là thả cá vào để ăn loang quang, thế hoặc là phun muỗi. Thì hiện nay tôi cho rằng là các cái trung tâm y tế dự phòng của các cơ sở, tức là của địa phương, cũng đã có những cái chiến dịch đi đến nhà dân phun muỗi. Thì cũng lưu ý là phun muỗi thì người dân nhiều khi là phải hợp tác. Yeah. Thế chứ lại đóng kín cửa ở trong nhà không cho vào, hoặc là thì sợ là cái phun muỗi nó gây hại cho người, thế là chống lại không cho họ đến phun. Thì muỗi, nếu mà gia đình này muỗi phun cả cộng đồng, nhưng mà một gia đình mà muỗi không cho phun thì muỗi nó vẫn sống, nó lại sinh sản ra. Thế cho nên là phải có ý thức cộng đồng, tức là thì chúng tôi cho rằng cái việc phun muỗi thì nó cũng không có hại đến sức khỏe con người. Người ta đã tính toán cả rồi. Thế và cái việc mà phun muỗi là rất là tốt, rất có tác dụng. Thế và ngoài ra thì có thể là những cái chỗ mà ao hồ đấy, hoặc là nhà mà có bể cá về kiếp đấy, thì thả cá vào để nó ăn nó loang quang bọ gậy đấy. Thì đấy là những cái biện pháp vừa chủ động vừa thụ động để phòng chống sốt xuất huyết. Thế còn thì cái việc hiện nay mắc màn ấy, thì người dân ít mắc màn, nhất là vùng đô thị. Thế cho nên là nếu mà ở trên cao, chung cư cao thì muỗi nó không bay lên được tới được thì có thể được. Nhưng mà nhất là những cái người nhà dân mà ở những cái vùng thấp xung quanh là có những cái bụi cây, rồi cái điều kiện mà muỗi nó đẻ trứng thì nên phải nằm màn. Đấy, và mặc hoặc là mặc trong quá trình làm việc thì mặc quần áo dài tay, thoa các loại kem để tránh muỗi đốt. Dạ vâng ạ. Đó chính là một số những cái biện pháp mà chúng ta có thể phòng ngừa được, đúng không ạ? Yeah. Và chắc là với các đối tượng trẻ nhỏ thì chúng ta cũng có thể áp dụng được những đúng cái rồi, biện pháp như thế, đúng không ạ? Vừa cho người lớn mà vừa cho cả trẻ nhỏ nữa. Dạ, vâng. Và còn với trẻ nhỏ thì chúng ta cũng thừa biết rằng với cái việc mà bệnh tay chân miệng dễ mắc thì cái việc bất di bất tịch là luôn luôn bảo các con lúc nào cũng phải rửa tay. Đúng không ạ? Vâng ạ. Đấy, một ngày rửa tay nhiều lần cũng rửa được. Rửa tay và rửa những cái đồ chơi xung quanh, đúng rồi nó bắn từ những cái dịch đấy ra, những cái đồ xung quanh mình ạ. Vâng ạ. Và cũng có trường hợp chúng ta có thể thấy rằng với cả những nhà chung cư trên cao cũng không thể chủ quan được việc rằng là tôi ở trên cao thì tôi không có muỗi, tôi không mắc màn. Nhưng mà thực tế là cũng có rất là nhiều gia đình vì đông người hay như nào đó mà khu vực bếp rửa
hay khu vực chậu rửa thì luôn luôn để ẩm ướt. Và đó cũng là một trong những môi trường khiến cho virus hay là muỗi có thể phát triển được, và điều đó cũng sẽ gây ra bệnh, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ đây thì Tú mời tất cả quý vị chúng ta đi tìm xem ai là chủ nhân ở câu hỏi tương tác số 1. Câu hỏi tương tác số 1 chúng tôi đưa ra đó chính là cách nào phòng bệnh sốt xuất huyết. Với ba đáp án mà chương trình đưa ra thì đáp án đúng chắc chắn là đáp án C. Và Việt Tú xin được chúc mừng cho chủ nhân của Facebook Minh Minh đã trúng giải thưởng ở câu hỏi số 1. Và với tất cả những quý vị khán giả không may mắn ở câu hỏi tương tác số 1 thì bây giờ chúng ta vẫn có cơ hội để tham gia với chúng tôi ở câu hỏi tương tác số 2. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi như sau. Biện pháp nào quan trọng nhất để phòng bệnh tay chân miệng? A là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh nơi ở, đồ chơi sạch sẽ. B là tiêm vaccine phòng bệnh. Đó, quý vị hãy lựa chọn cho mình một đáp án đúng và gửi về cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ đây, đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút. Một ngày vui của bé bỗng trở nên khác lạ. Ôi, nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Mẹ ơi, con mẹ. Khi cơn sốt khiến bé mệt mỏi, đã có Harpagon 250 chứa 250mg paracetamol với mùi cam vị ngọt, có tác dụng giảm nhanh cơn sốt, giúp bé vui khỏe trở lại. Không dùng Harpagon 250 với các thuốc khác có paracetamol. Người suy gan thận hoặc mẫn cảm với các thành phần của thuốc đã bị hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Harpagon giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em. Sản phẩm của DHG Pharma. Một ngày vui của bé bỗng trở nên khác lạ. Ôi, nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Mẹ ơi, con mẹ. Khi cơn sốt khiến bé mệt mỏi, đã có Harpagon 250 chứa 250mg paracetamol với mùi cam vị ngọt, có tác dụng giảm nhanh cơn sốt, giúp bé vui khỏe trở lại. Không dùng Harpagon 250 với các thuốc khác có paracetamol. Người suy gan thận hoặc mẫn cảm với các thành phần của thuốc đã bị hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Harpagon giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em. Sản phẩm của DHG Pharma. Thưa quý vị các bạn thân mến, phòng bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng hay các bệnh về mùa hè, đó chính là chủ đề mà chúng ta đã quan tâm và bàn luận trong chương trình hôm nay. Cùng với những chia sẻ từ đầu chương trình giờ của hai vị khách mời, thì bây giờ đây thì chúng tôi đã nhận được một số những câu hỏi từ phía quý khán giả đang theo dõi chương trình, với mong muốn rằng sẽ nhờ hai vị khách mời sẽ là người giải đáp những thắc mắc đó, hai phó giáo sư cùng ta. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Nguyệt Anh tại Hà Nội. Bạn có đặt câu hỏi như sau ạ. Con trai tôi đang bị sốt cao ngày thứ hai, cháu có triệu chứng giống như là sốt xuất huyết. Xin hỏi là cháu đã sốt xuất huyết một lần thì có bị lại hay không? Bởi vì lần trước thì cháu chỉ nằm nhà điều trị, và lần này thì có cần đi khám hay không, hay là lại điều trị tại nhà tiếp? Vâng, bạn Nguyệt Anh thân mến, câu hỏi này xin phép được chuyển cho Phó Giáo sư Diệu Thúy, sẽ là người tư vấn cho bạn. Vâng ạ, sốt xuất huyết là bệnh mà do các chủng, có các 4 chủng khác nhau. Cho nên là về nguyên tắc thì sốt xuất huyết vẫn có thể bị lại. Vẫn có thể bị lại. Lần trước mà bạn điều trị ở nhà thì hoàn toàn hợp lý thôi. Vì về nguyên tắc thì hầu như bệnh nó sẽ lành tính, trừ một số trường có biến chứng. Tuy thế không có nghĩa là lần này bạn sẽ ở nhà, mà bạn vẫn phải đi khám để người ta đánh giá cái tình trạng sốt như thế nào, tình trạng sốt huyết ra như thế nào, bệnh ngày thứ mấy, và người ta xét nghiệm cái yếu tố trong máu ấy, cái yếu tố nào là tiên lượng là bệnh nhân này mức độ tiến triển như thế nào, cũng như là người ta khẳng định nó sốt xuất huyết hay không. Vì bạn thấy giống nhưng ta phải khẳng định nó sốt xuất huyết hay không, và người ta sẽ có hướng dẫn cho bạn. Giống như Phó Giáo sư Cường nói, đến ngày thứ 5, thứ 6 khi mà bệnh nhân nhiệt độ hạ, có khi đấy là nặng, chứ không phải là lúc đó sốt cao là nặng. Người ta sẽ có khuyến cáo cụ thể từng ngày như thế nào, thậm chí người ta xét nghiệm hôm đấy rồi, người ta hẹn 3 ngày sau chẳng xét nghiệm lại xem tiến triển là như thế nào. Vì thế thì mặc dù chị đã có kinh nghiệm một lần có sốt xuất huyết rồi, mặc dù là bây giờ có vẻ không nặng, chị vẫn phải đi xét nghiệm y tế. Tuy nhiên tôi nói không cần phải đi đến ngay bệnh viện Nhi Trung ương chẳng hạn, không cần phải đến bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn, đến những cơ sở y tế tỉnh của chị gần nhất có xét nghiệm và có các bác sĩ tư vấn. Trường hợp nặng người ta sẽ chuyển chị lên tuyến trên, còn không hoàn toàn để điều trị tại nhà và theo dõi tại nhà. Vâng, rõ ràng là với những việc khám lâm sàng như vậy thì những cơ sở y tế gần nhất họ cũng có thể đảm nhận được, đúng không ạ? Và đó là câu những lời đáp thắc mắc của Phó Giáo sư Diệu Thúy dành cho câu hỏi của bạn Nguyễn Anh. Và chúng ta tiếp tục đến với một câu hỏi nữa. Đây là một câu hỏi liên quan đến sốt xuất huyết của một thai phụ. Và bạn ấy có hỏi rằng thế này ạ, tôi đang mang thai tháng thứ 3 và bị mắc sốt xuất huyết và phải nhập viện điều trị. Tôi rất lo lắng là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Mong muốn rằng bác sĩ sẽ cho tôi lời khuyên trong trong trường hợp này. Xin mời Phó Giáo sư Đỗ Duy Cường. Vâng. Sốt xuất huyết trên phụ nữ có thai là phải lưu ý đặc biệt.
Vâng. Không chỉ lo lắng cho thai nhi đâu mà lo lắng cho cả tính mạng của mẹ nữa. Chúng tôi cũng đã từng gặp những cái trường hợp mà phụ nữ có thai mà có những cái biến chứng do sốt xuất huyết gây ra. Thế thì thứ nhất là đối với thai ấy, là nếu có thai trong những tháng đầu thì cái sốt cao, rồi thì cái tình trạng nặng của ví dụ như suy phụ tạng như là men gan tăng, suy gan, rồi thì có biểu hiện là xuất huyết nữa thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là thai có thể những tháng đầu là ảnh hưởng đến thai như là sẩy thai hoặc đẻ non. Một số trường hợp gây thai lưu do sốt xuất huyết đấy. Và những cái tháng về sau ấy thì có thể gây nên đẻ non. Thế tuy nhiên thì sốt xuất huyết trên phụ nữ có thai thì không gây nên cái biểu hiện dị dạng thai. Nên các bà mẹ nếu có thai vượt qua được cái đợt sốt xuất huyết thì sau này đẻ con ra vẫn phát triển bình thường. Cũng chưa thấy có những công bố về trên thế giới nói rằng là gây nên dị dạng thai, thì các bà mẹ cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Tuy nhiên thì như vừa nói là phải theo dõi rất sát và được dưới sự giám sát siêu âm hoặc là tư vấn của các bác sĩ chuyên về sản khoa. Thế và còn đối với mẹ thì cũng phải lưu ý là sốt xuất huyết có thể nguy hiểm cho tính mạng của mẹ và tính mạng của thai thì đương nhiên là kèm theo đó. Chúng tôi cho rằng là phụ nữ có thai cần phải nhập viện và được theo dõi bởi một là bác sĩ về bệnh truyền nhiễm, thứ hai là bác sĩ về sản khoa. Về tính mạng của mẹ thì phải xem là phụ nữ có thai nó sẽ nhiều khi là cái bệnh cảnh nó lại làm cho trầm trọng thêm, vì bệnh nhân dễ khó thở hơn và dễ cái nhu cầu về tiêu thụ về năng lượng, về oxy, về máu, về bệnh cảnh nó cũng sẽ diễn biến nó khá phức tạp và rất là khó lường, đặc biệt là cái nguy cơ mà nó có thể chuyển dạ sớm. Thế rồi trong quá trình mà sốt xuất huyết mà chuyển dạ thì nó sẽ mất máu và chảy máu, và nhiều khi chảy máu không cầm. Thế và phải đối với những trường hợp đó phải nằm, phải theo dõi sát và ví dụ phải chuẩn bị những cái dịch truyền, rồi thì về tiểu cầu cũng như là về máu, và trong trường hợp mà nó mất máu thì sẽ phải được truyền ngay. Thì cái lo lắng của bạn là sốt xuất huyết có nguy hiểm không thì nói ngay là sốt xuất huyết trên phụ nữ có thai nguy hiểm và phải được các cái bác sĩ chuyên khoa theo dõi. Thế tuy nhiên thì hầu hết là những cái bà mẹ khi có thai thì sau này vẫn sinh con bình thường, vẫn vượt qua được và vẫn khỏe mạnh bình thường. Cái tỷ lệ biến chứng thì cũng rất thấp thôi. Vì hiện nay là nếu như đã vào viện thì các bà mẹ cũng hoàn toàn yên tâm là được theo dõi và sau này không có cái biến chứng gì cả. Dạ vâng, đó là câu trả lời cũng như những lời giải đáp thắc mắc từ phía Phó Giáo sư Duy Cường dành cho câu hỏi của một khán giả đang mang thai, lo lắng cho sức khỏe của mình. Và chúng tôi cũng có lời chúc rằng sẽ chúc cho bạn sẽ có tiến triển về sức khỏe tốt hơn và bạn sẽ mau chóng khỏe trở lại. Một câu hỏi tiếp theo đến từ mẹ Bon Bon. Bạn có gửi câu hỏi về cho chương trình như sau ạ. Tôi nghe nói trẻ tiêm phòng rồi vẫn có thể bị sởi, có đúng không ạ? Và khi mà bị sởi thì có dấu hiệu như thế nào? Tôi phải làm gì nếu như con tôi bị sởi? Trời nóng như thế này thì tôi có nên tắm lá cho con hay không? Vì nghe nói tắm lá mát và có thể tránh được bệnh sởi. Vâng, cảm ơn mẹ Bon Bon. Và bây giờ xin mời Phó Giáo sư Diệu Thúy hãy chia sẻ với bạn về câu hỏi này. Vâng, sởi là một vấn đề rất là nhạy cảm, nhất là thời điểm mấy năm gần đây chúng ta đều mắc sởi. Và cũng xin thưa với chị là anh chị là không phải là sởi ở Việt Nam đâu, ở Mỹ cũng thế thôi ạ. Mùa đông năm vừa rồi ở New York người ta tính ra khoảng 200 ca mắc bị sởi ở New York luôn ạ. Đấy, để chúng ta sẽ chia sẻ là sởi bây giờ một vấn đề nó cũng biến chủng, nó cũng chọn lọc tự nhiên ấy, tự nó cũng thay đổi. Thế thì theo chương trình tiêm chủng ấy thì đứa trẻ đến 9 tháng thứ 9 nó mới cần tiêm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những tháng đầu nó có cái miễn dịch từ mẹ thụ động truyền sang. Tuy nhiên bây giờ sởi 2 tháng, 3 tháng, nghĩa là tôi chưa tiêm chủng cũng đã bị rồi. Thế thì vấn đề là người ta nói là chứng tỏ là cái miễn dịch của mình nó có vấn đề. Thế rõ ràng là cho tiêm chủng thì sởi phải có 2 mũi. Mũi đầu là lúc 9 đến 12 tháng và mũi 2 là sau đấy 1 năm. Thế thì tiêm như thế thì khả năng bảo vệ không có gì 100% cả, nó khoảng 95-96%. Thế thì có những cái ảnh hưởng đến vấn đề tiêm chủng. Vấn đề thứ nhất là cái khả năng sinh kháng thể của mình. Bình thường là tôi sinh tốt, nhưng mà vì lý do nào đó tôi bất thường về hệ thống miễn dịch của tôi, tôi không sinh được kháng thể tốt. Thứ hai là tôi đang bị một bệnh lý gì đó mà tôi phải dùng cái thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, ví dụ như ghép tạng, ví dụ như là dùng corticoid, thì nó ức chế quá trình sinh kháng thể, cho nên đôi lúc tôi vẫn bị không nhiều, nó không nhiều nhưng vẫn bị. Nhưng chị yên tâm là chị cứ tiêm chủng, vì thứ nhất là hạn chế bị rất nhiều, và giả sử có bị thì nó cũng rất là nhẹ, cho nên là chúng ta cũng không thể vì chuyện đó mà chúng ta không thể. Cũng ta vẫn có những trường hợp tiêm rồi vẫn bị, hoặc là nó các chủng khác nó bị ngoại lai vào một số chủng lạ, nhưng mà nó sẽ làm giảm nguy cơ bệnh nặng rất là nhiều. Cho nên là thứ nhất là
hoàn toàn là nếu như không có gì đặc biệt là chống tiêm chủng thì thấy trẻ hoàn toàn tiêm chủng bình thường. Đó là ý thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chị có nói là dấu hiệu của sởi là gì? Sởi là bệnh do virus thì chắc chắn đầu trẻ cũng sốt cao, sốt cao liên tục. Thế và một vấn đề nó gọi là cái ban sởi. Đấy, nó lại là vấn đề những dấu sốt phát ban. Những cái ban sởi nó hay đặc biệt. Nó ban nó mọc theo thứ tự, mọc từ sau gáy, từ tai, sau đó ban từ mặt, xong đến ngực, đến chân tay theo thứ tự như thế. Và nó đi kèm các dấu hiệu toàn thân như ho, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi trong. Và thường sau khoảng 5-7 ngày là đứa trẻ nó khỏi. Thông thường nó là như thế. Tuy nhiên là trẻ càng nhỏ, trẻ chưa tiêm chủng thì người ta sợ nhất là các biến chứng. Tức là bản thân cái sởi không vấn đề gì, nó biến chứng viêm phổi, biến chứng các cái tạng. Có những bệnh nhân mà tử vong là do nó biến chứng, hoặc bệnh nhân đang bị bệnh khác nó lây sởi vào thì nó cộng gộp vào, nó mới suy giảm miễn dịch đi thì nó mới là nặng. Thế cho nên là trường hợp bị sởi như tới về cơ bản khỏi, về cơ bản là khỏi. Cho nên là chúng ta cũng đưa đến cơ sở y tế, bao giờ phải khẳng định đây là sởi, chúng ta có test khẳng định luôn sởi luôn, chứ không phải là em thấy giống mà ta phải khẳng định đấy là sởi hãng. Thế và sau đó thì người ta sẽ khuyến cáo trường hợp này chị cứ ở nhà. Những trường hợp có biến chứng rồi, có viêm phổi, có các cái tổn thương, có cái bất thường về các cơ quan khác, nhiễm trùng huyết chẳng hạn, thì phải vào bệnh viện. Thế thì có một số bà mẹ là có rất nhiều phương pháp, tức là tắm này, rồi là những cái dân gian này, thì người ta không khuyến cáo trong những trường hợp này, không khuyến cáo trong trường hợp này, bởi vì là nó không làm bay ban đâu, và đấy là cái bệnh tự nhiên và người ta sởi thôi, mắc một lần thôi, sau đó trẻ có miễn dịch vĩnh viễn, cho nên là chúng ta cũng không quá lo lắng. Và những lúc đấy nó làm lẫn lộn các triệu chứng đi, nên người ta không khuyến cáo dùng những cái biện pháp dân gian để điều trị sởi. Dạ vâng ạ, hy vọng rằng là mẹ Bon Bon sẽ đã lắng nghe được những lời chia sẻ từ phía Phó Giáo sư Diệu Thúy với câu hỏi của bạn. Và cũng nhân dịp liên quan đến cái từ sởi đấy ạ, thì bây giờ có một bạn nữa là bạn Lâm Trần, 25 tuổi, bạn có đặt câu hỏi như sau ạ. Tôi thấy bệnh sởi có cả ở người lớn. Đúng. Vậy những ai cần tiêm vaccine phòng sởi? Hồi nhỏ thì tôi có tiêm rồi, vậy liệu rằng bây giờ lớn lên tôi có cần tiêm nữa hay không? Vâng. Phó Giáo sư Duy Cường ạ. Sởi chúng ta biết rồi là chủ yếu gặp trẻ em. Vâng. Đấy, nhưng gần đây, thời gian gần đây là sởi cả người lớn. Chúng ta biết là trong vụ dịch sởi năm 2014, ngoài trẻ em bị mắc là chủ yếu, chúng tôi tại lúc đó chúng tôi khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai là có tới 100 trường hợp mắc sởi và ở người lớn, và chủ yếu tập trung ở cái lứa tuổi từ 25 cho đến khoảng 35 tuổi. Wow. Thế và tuy nhiên thì cũng chỉ có một trường hợp viêm não là nhưng cũng khỏi và không có trường hợp nào tử vong. Nói như thế để biết là sởi có thể gặp người lớn, nó nhẹ hơn so với ở trẻ em. Trẻ em thì có thể biến chứng bội nhiễm rồi viêm não, rồi thì rối loạn tiêu hóa, viêm phổi, nó có thể dẫn đến nặng, và chúng ta biết trẻ em thì có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều. Sởi người lớn có thể gặp, như vừa nói là hỏi tại sao. Thứ nhất là có thể là hồi nhỏ đã tiêm rồi và cái miễn dịch nó không, thường là chúng ta biết rằng sởi là phải có tiêm hai mũi, tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 nhắc lại, mũi 1 là 6-9 tháng đúng không ạ? Thứ hai là mũi 2 là sau độ 15 tháng đến 18 tháng đúng không ạ? Thế và nhưng mà vì những người mà không tiêm nhắc lại cái mũi 2 đó thì sau này lớn lên trong cái miễn dịch cộng đồng nó có một cái lỗ hổng miễn dịch và người lớn nếu tiếp xúc với sởi thì cũng vẫn bị. Thế cho nên là cái người lớn hiện nay bị sởi cũng không có gì lạ. Tại trung tâm bệnh nhiệt đới chúng tôi từ đầu năm đến nay có đến hàng trăm người lớn mắc sởi. Chúng tôi đã thống kê rồi, mỗi một tháng khoảng 30 đến 50 trường hợp bị sởi người lớn nhập viện. Đấy là những trường hợp nặng đấy, còn nhẹ cho về thì không tính. Thế như thế để thấy rằng là người lớn mắc sởi cũng khá phổ biến, đặc biệt trong thời tiết như tôi vừa nói bất thường như năm nay là mùa hè vẫn xảy ra có sởi, mà thường cái bệnh này hay gặp ở mùa đông xuân. Thế như thế để thấy, nhưng tuy nhiên thì chúng tôi nhận thấy rằng là sởi người lớn thì nó cũng nhẹ thôi. Thế và cái biến chứng nó ít, không có và cũng không điều trị gì. Chỉ theo dõi các cái biến chứng, tuy nhiên thì bệnh nhân cũng rất khó chịu vì vấn đề phát ban, vấn đề ho, rồi thì viêm long, chảy nước mắt, nước mũi, và chúng tôi cũng vẫn phải theo dõi sát. Thế cái việc mà bạn có hỏi là có hồi bé đã tiêm rồi, bé đã tiêm rồi thì bây giờ lớn lên liệu có bị nữa không? Bây giờ thì chúng tôi cũng không khuyên cáo là người lớn, tất cả người lớn phải tiêm phòng sởi. Vâng. Vì cũng mấy lý do, một là nó cũng không đến mức độ phải tiêm đồng loạt. Vì cái sởi người lớn thường là nhẹ. Thế thứ hai là cái miễn dịch nó cũng đã có ít nhiều rồi. Thế và khuyên cáo là ở trẻ em nên tiêm phòng nhắc lại, tiêm nhắc lại và đủ các mũi.
Bạn nói rằng hồi bé tiêm rồi thì rất nhiều người cứ nói rằng là hồi nhỏ tôi tiêm rồi, nhưng thực chất là chưa tiêm đâu. Khi mà cái thực trạng hiện nay là người lớn không giữ được cái quyển sổ của mình tiêm chủng như thế nào, chỉ nói rằng hồi bé có đi tiêm, phường gọi lên rồi trạm y tế bảo tiêm mũi nào là tiêm đủ mũi đó, nhưng hỏi là cái sổ tiêm chủng đâu, các loại vaccine gì đã tiêm thì hầu như mọi người không nhớ. Thế nên nhân đây thì cũng rất là khuyên các bà mẹ hoặc là các gia đình nên giữ cái quyển sổ tiêm chủng của mình, và để giữ có thể rất lâu dài sau này để biết được. Nó như là một cái tài sản, như một cái, tôi ví là như là một quyển sổ hộ khẩu hay là quyển sổ đỏ của gia đình để giữ, giữ lại thì sau này mình sẽ căn cứ vào đó mình biết vaccine gì đã được tiêm, vaccine gì chưa được tiêm. Đấy thì không chỉ sởi đâu mà các bệnh dịch khác cũng thế, vì hiện nay rất nhiều các bệnh dịch và rất nhiều các vaccine khác nhau. Có loại vaccine thì trong chương trình, có loại vaccine ngoài chương trình, có loại vaccine bổ sung. Thế cho nên là cần phải có sổ, phải nhìn vào đó, giấy trắng mực đen, chúng tôi mới biết được bạn đã tiêm hay chưa. Thế nhưng tôi yên tâm, nếu mà sởi thì cũng không quá đáng lo lắng hiện nay, mà nhất thiết phải đi tiêm hay không thì chúng ta chưa đến mức độ như vậy. Nhưng mà chia sẻ một chút chỗ này, rất là hay. Rất là này, lúc anh Cường anh nói thế tôi mới thấy rất là hay này ạ. Rõ ràng là chương trình tiêm chủng là người ta tiêm sởi vào tháng thứ 9, vâng, không ai tiêm tháng thứ 5, thứ 4 tất cả. Bởi vì sao? Vì người ta nghĩ rằng là mình có cái miễn dịch thụ động từ mẹ truyền sang, mà mẹ truyền sang nghĩa là mẹ phải có kháng thể. Vâng. Thế bây giờ mẹ lại bị sởi thì chứng tỏ là cái kháng thể của mình hồi xưa có thể mình không tiêm, hoặc mình bị làm sao đấy mà mình không sinh được kháng thể, mình cứ nghĩ là mình tiêm rồi, cho nên không những người đấy mà con người đấy cũng không được truyền chế vaccine sang. Cho nên là chưa đến tuổi tiêm vaccine mà tôi lại bị sởi trước cái tuổi tiêm vaccine. Đấy, thế là đã làm miễn dịch cộng đồng nó chạy theo cả một thế hệ đằng sau. Cho nên anh Cường nói rất đúng là mình phải kiểm soát được chuyện đó. Mình có thể là có kháng thể trong người của mẹ đâu, thì mẹ cứ nghĩ là ôi từ bé tôi khỏe mạnh, tại sao con tôi lại bị thế? Thì hóa ra là tôi cũng không được hưởng cái thừa kế những cái ưu hiểm của tôi cho mọi đứa con. Đấy. Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là cũng giống như Phó Giáo sư Duy Cường vừa chia sẻ thôi ạ. Với những người lớn như bây giờ thì thực ra cũng khó để chúng ta có thể nhớ lại được là rõ ràng ngày xưa chúng ta có tiêm mà tiêm đủ hay không ạ. Đôi khi có khi là tiêm có tiêm, nếu như tiêm một mũi xong không tiêm hay đúng rồi, ngày xưa lại tiêm là chương trình nó cũng không ổn. Đúng ạ. Và ngày xưa thì rõ ràng là về các chiến dịch đi tiêm nó cũng không thể nào là chặt chẽ như bây giờ, tầm độ như bây giờ. Mà hồi đó còn mải đi làm hay như nào đó, đúng không ạ? Một câu hỏi tiếp theo ạ. Của một một bà mẹ đang lo lắng cho sức khỏe của con mình như sau. Con tôi xuất hiện nốt ở miệng và tay, nhưng tôi có cảm giác là cháu bị thủy đậu hay là loét nhiệt miệng. Vậy làm sao để tôi có thể phân biệt các bệnh này với tay chân miệng? Tôi lo nếu như đến viện muộn sẽ bị biến chứng và khó chữa. Sau đây sẽ là lời giải đáp từ phía Phó Giáo sư Diệu Thúy ạ. Vâng, thực ra là cái mùa này là cái mùa của các bệnh truyền nhiễm. Vâng. Thế là tôi như tôi nói lúc nãy, tay chân miệng, thủy đậu, sởi cũng có gặp. Tức là các bệnh nhân đều có sốt, bệnh nhân thì phát ban. Đầu tiên bệnh nhân phát ban kìa, xong rồi cái ban nó mới thành phỏng, những cái phỏng nữa. Thì người ta sẽ nhận rất dễ nhầm giữa thủy đậu và tay chân miệng. Thì bản thân cái chữ tay chân miệng đã giúp cho mình cái khu trú tổn thương, tức là nó gặp ở các cơ thể nhưng mà nhiều trong miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, đấy là tay chân miệng, nó điển hình hơn, tức là nó cũng mọc phỏng. Thế còn cái thằng thủy đậu ấy thì thường nó mọc trên toàn thân chứ nó không được trong lòng của miệng. Tuy nhiên là như tôi nói, khẳng định hay không là thầy thuốc khẳng định, chúng ta chỉ thấy triệu chứng nó giống thôi. Chúng ta thấy là sốt, chúng ta thấy một cái phát ban đỏ, sau đó nó có cái bỏng nước trong ở giữa, chúng ta nhìn thấy. Thế thì ở bệnh viện nó có xét nghiệm đặc hiệu tay chân miệng, nó xác định là tay chân miệng ngay, có cái chủng Coxsackie, chủng enterovirus đã xác định ra ngay, và người ta có khuyến cáo ngay thủy đậu người ta cũng xét nghiệm được. Và những cái bệnh đấy như tôi nói, về cơ bản là lành tính, về cơ bản điều trị tại nhà luôn ấy. Chỉ có bệnh nhân có những cái thủy đậu chẳng hạn, như người ta xác định đến bệnh viện ta xét nghiệm vào đây đúng rồi, chân tay miệng dương tính, thì khi nào người ta thấy những dấu hiệu cảnh báo, ví dụ đứa trẻ nó khóc dần dần ra, nó khóc mãi không dừng được, ý tôi nói là có vấn đề về thần kinh ấy, nó ngủ không yên giấc, đứa trẻ sốt cao liên tục không hạ được, những đứa trẻ có dấu hiệu chớm co giật hay là rùng mình, những cái đứa trẻ đấy bắt buộc phải vào viện để điều trị. Thủy đậu cũng thế, bình thường nó chỉ 5-7 ngày cái vết loét nó mọc, xong rồi nó lặn đi, nó xuất hiện rất là hơi ngứa một chút và nó không để lại di chứng gì. Một số ít có những biến chứng viêm não chất trắng, một số ít có một số biến chứng viêm phổi, nhưng rất rất là ít, thường những đứa trẻ có cơ địa suy giảm miễn dịch. Thế thì như tôi cũng nói là chắc chắn là phải bác sĩ mới là người khẳng định là con anh chị bị bệnh gì và sẽ có lời khuyên phù hợp. Và chúng ta phải có điều trị chủ yếu là chăm sóc, chứ chúng ta là bệnh virus, cũng không điều trị kháng sinh, cũng không điều trị gì đặc hiệu, chủ yếu là thuốc hạ sốt và chăm sóc da tại chỗ. Đấy là cái nguyên tắc của các bệnh. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ từ Phó Giáo sư Diệu Thúy.
Và kính thưa quý vị các bạn thân mến, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của câu hỏi tương tác số 2. Xem ai trong số quý vị, những người đã tham gia vào câu hỏi của chúng tôi sẽ là người nhận được giải thưởng. Câu hỏi tương tác số 2 đưa ra đó chính là biện pháp nào quan trọng nhất để phòng bệnh tay chân miệng. Và với hai đáp án mà chúng tôi đưa ra thì chắc chắn đáp án đúng là đáp án A, là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh nơi ở và đồ chơi sạch sẽ, đúng không ạ? Và Tú xin được chúc mừng cho bạn Hải Anh Trần đã trúng giải ở câu hỏi số 2. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả nào đã tham gia vào câu hỏi tương tác của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi vừa mới nhận được ngay lúc này ạ. Khán giả có hỏi rằng là nhà tôi có rất nhiều muỗi, có phải cứ muỗi đốt là mắc sốt xuất huyết hay không ạ? Làm cách nào để tôi diệt muỗi không cho chúng phát triển? Vâng ạ, sau đây xin được mời Phó Giáo sư Duy Cường trả lời cho bạn. Có nhiều muỗi. Vâng, côn trùng nói chung là không nên sống trong nhà. Dạ. Và không chỉ muỗi, rồi ruồi, rồi kiến, rồi rán. Thế thì muỗi truyền sốt xuất huyết như vừa nói là muỗi Aedes aegypti, là muỗi vằn. Đấy. Thế thì bạn hỏi là cứ có phải muỗi đốt là gây truyền sốt xuất huyết không? Thì muỗi đốt có thể không gây truyền sốt xuất huyết. Thế như chúng ta biết là muỗi thì nhiều loại muỗi khác nhau. Thế và có muỗi truyền bệnh Zika chẳng hạn cũng là Aedes aegypti, muỗi truyền sốt rét, muỗi truyền bệnh viêm não thì muỗi Culex đấy chẳng hạn. Thế thì tuy nhiên thì trong cái mùa như thế này, muỗi phát triển mùa hè. Thế và nó nếu như một chúng ta nhìn mắt thường lại không biết, khó rất khó phân biệt được muỗi nào truyền sốt xuất huyết, muỗi nào truyền viêm não, muỗi nào truyền ví dụ như Zika hay là truyền sốt rét chẳng hạn. Thế cho nên là tốt nhất thì vẫn là nằm mắc màn như tôi vừa nói. Thế rồi thì tránh bị muỗi đốt. Đấy, muỗi đốt thì nói chung là không hay ho gì để muỗi đốt. Có thể muỗi đốt cũng không mắc bệnh gì khác, không mắc bệnh gì cả. Thế vì nó không mang được virus trong đó. Thế nếu như cái chủng virus nó không có. Nhưng tất nhiên trong cái vụ dịch sốt xuất huyết thì chúng ta phải lưu ý cái muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Và các cái biện pháp như nào thì lúc nãy tôi cũng vừa nói đấy, là biện pháp chủ động tránh diệt muỗi đốt, và cái biện pháp nữa là diệt muỗi không bị muỗi đốt, thứ hai là diệt loang quăng không cho cái muỗi đẻ trứng sinh sôi đẻ trứng. Thế thì các cái biện pháp thì cũng đã được đề cập như ở phần trên. Thế thì cũng hy vọng là bạn sẽ biết làm phòng tránh được muỗi đốt và phòng được cho bản thân và gia đình. Vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Duy Cường và hy vọng rằng vị khán giả đó đã lắng nghe được những lời chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ có một câu hỏi tiếp theo ạ, bạn Trần Mai Lan ở Hải Phòng ạ. Thưa bác sĩ, một ngày chúng ta nên rửa tay bao nhiêu lần và cần rửa tay ở những thời điểm nào để chúng ta có thể phòng được bệnh tật? Vâng, tôi nghĩ là tất cả những ai làm y tế, nhất y tế dự phòng thì người ta nói rất nhiều về giờ rửa tay. Tất cả các bệnh lý tiêu hóa thì rất dễ rồi, đó là do rằng là ăn uống. Nhưng mà tôi xin thưa là các bệnh lý hô hấp cũng phải phòng bằng rửa tay đấy ạ. Chẳng hạn như một số bệnh như viêm tiểu phế quản và virus chẳng hạn như chúng tôi ấy, là nó virus lây qua đường giọt bắn chứ không phải là đường không khí chúng ta nghĩ hít phải đâu ạ. Chính nước bọt cũng như chúng ta nói được bắn ra thì cho nên rửa tay là một cái mà thành một thói quen đi, thành một thói quen thường quy để vào bố mẹ khuyến cáo con cái. Vậy thì chúng ta hay nói rất rõ ràng là trước khi ăn, đấy là cả cô giáo dạy ở nhà chúng ta thường mỗi ngày ăn 3 bữa để rửa tay 3 bữa, đúng rồi ạ. Trước khi sau khi đi vệ sinh chúng ta cũng biết rất rõ, chỗ đấy thì ai cũng biết rồi. Chúng ta có một số thói quen rửa tay, ví dụ trước khi chúng ta, sau khi chúng ta đi bê những đồ bẩn vệ sinh này, đổ rác này, sau đấy chúng ta phải rửa tay hoàn toàn, đứa trẻ cũng phải như thế thôi. Trước khi chúng ta bắt đầu chế biến các thực phẩm, chúng ta phải có thời gian rửa tay trước cái đấy và sau đó. Thì thông thường người ta nghĩ là tối thiểu phải 5-6 lần một ngày, đấy là thông thường, trừ những trường hợp đặc biệt thì chúng ta phải có thói quen. Và phải rửa tay thì không phải rửa cho qua, ít nhất là phải, người ta gọi là gì, xối dưới vòi nước và ít nhất phải 30 giây, chứ không phải là xoay xoa một cái thế là xong, nó phải có một thời gian một chút thì nó mới gọi là đủ sạch cả hai mặt của cánh tay. Vâng, cũng có nhiều người lắm, nhiều người gọi là đốt cháy giai đoạn lắm, lau cái khăn, mà đôi khi cái khăn đó mà lau nhiều cũng không hề sạch, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị các bạn thân mến, để cho tất cả quý vị có thể hiểu rõ hơn về cách mà chúng ta rửa tay như thế nào là đúng, và cũng là một cách để mà quý vị các bạn có thêm thông tin để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là các em nhỏ, thì sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn clip.
Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã có một khoảng thời gian trong chương trình hôm nay để cùng bàn luận về chủ đề đó chính là phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng hay các bệnh về mùa hè. Và cùng với sự tham gia của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, xin được cảm ơn đến sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Bộ Môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội. Và kính thưa quý vị các bạn thân mến, cũng không quên được gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của nhãn hàng Habacol giúp giảm đau và hạ sốt đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và còn rất nhiều những câu hỏi quý vị gửi về thì ban biên tập cũng như các chuyên gia sẽ tiếp tục trả lời tất cả quý vị các bạn trên fanpage của chương trình, trên báo điện tử sức khỏe đời sống.vn cũng như là kênh YouTube của chương trình. Và quý vị thân mến, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị chủ đề và chương trình sắp tới vào 15:30 ngày thứ sáu mùng 5/7/2019 trên sức khỏe đời sống.vn, trên kênh YouTube và fanpage của chương trình, với chủ đề đó chính là đánh bay nám sạm da sáng mịn tuổi 30+. Hãy cùng theo dõi với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ xin được gửi lời chào và xin hẹn gặp lại.